Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 88. Bọn họ hai người tốc độ mặc dù nhanh, bất quá cùng đứng đầu thế lực lão tổ so với, vẫn là có quá lớn chênh lệch. Diệp Thần tiềm lực đã uy hiếp được bọn họ đứng đầu thế lực, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho. Lần này đứng đầu thế lực lão tổ nhất định phải giết chết Diệp Thần, nếu như hắn lớn lên nói, đến lúc đó ai vẫn có thể áp chế. Hắn tuyệt đối không cho phép có uy hiếp được mình thế lực tồn tại. Hôm nay Diệp Thần phải chết. Liệt Hỏa Kiếm Thần trên mặt toát ra áo não thần sắc, nếu như không phải là bởi vì trợ giúp Vạn Kiếm Đế Cung mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thần rơi vào nguy cơ chính giữa. Một giọt máu tươi đủ muốn Diệp Thần mệnh, nhưng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bây giờ cả người trên dưới không có một chút khí lực, dù là nhẹ động một cái cũng có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt Diệp Thần. Một cổ hơi thở tử vong tràn ngập ở Diệp Thần trong lòng. Ngay tại giọt máu tươi này mau phải rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt thời điểm, chung quanh hư không đột nhiên bây giờ bắt đầu phiêu tán hoa tuyết, ở trên hư không xuất hiện một tòa tuyệt băng chi cầu. Băng cầu trên, đứng một cái khăn che mặt tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ để cho người không thấy rõ gò má, nhưng là ai cũng có thể cảm giác đến một hồi lạnh lẽo thấu xương. Hơn nữa, vậy cao lãnh và khinh thường trong mắt, giống như chín tầng trời thần nữ hạ xuống phàm trần. Cái này, kết quả là ai? Làm thiếu nữ nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, tuyệt hàn trong mắt đột nhiên toát ra một tia ôn nhu thần sắc. Oanh! Diệp Thần mơ mơ màng màng thấy một màn này, muốn phải cố gắng thấy rõ thiếu nữ dáng vẻ, nhưng phát hiện óc rất nặng, cả người lại vậy không kiên trì nổi đã hôn mê. Máu tươi rơi vào vạn trượng băng xương phía trên, truyền tới rắc rắc tiếng vang. Hai cổ lực lượng bao phủ. Những băng này xương vây lại máu tươi, ngay tức thì đóng băng, thiếu nữ đi tới Diệp Thần bên người. Vậy ôn nhu trong mắt nhìn về phía hôn mê Diệp Thần, lắc đầu một cái, Diệp Thần, thật lâu không gặp. Ở Hoa Hạ, ta vô số lần nguy cơ, người cứu ta. Bây giờ, cũng nên do ta cứu ngươi. Mấy ngày nay, ở trên người ta xảy ra quá nhiều chuyện. Ta thống khổ, ta hành hạ, sống chết bây giờ, ta vốn cho là ta không chịu nổi vị kia công lực truyền. Nhưng là ở ta muốn buông tha thời điểm, lại xuất hiện ngươi bóng người. Ta không nghĩ tới, ta lại sẽ như thế quan tâm một người. Còn có từng màn kia ở kinh thành sư phạm cuộc sống đại học, thật tốt đẹp. Đó là ta cả đời này vui sướng nhất thời gian. Nếu như không có ngươi, ta làm sao thấy được cái này rộng lớn thế giới? Nếu như không có ngươi, ta có thể vẫn là một cái đại học sư phạm giáo viên tiếng Anh sư. Nếu như không có ngươi, ta có lẽ đã sớm bởi vì sát huyết hàn thể bùng nổ, hương tiêu ngọc vẫn. Nếu như không có ngươi, ta có thể thật không biết, ta lại có thể sẽ ngây ngốc yêu một người. Ta tuy lấy được tuyệt hàn đế cung vị kia vô tận tu vi truyền thừa, lại là trở thành tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ. Nhưng là, ở ngươi trong mắt, ta vĩnh viễn là cái đó ở ngươi cửa đối diện cái đó giáo viên tiếng Anh sư, Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh quanh thân che lấp trận pháp. Hết thảy thanh âm ngăn cách. Mà nàng khí tức trên người cực kỳ mờ ảo. Và ban đầu bước vào linh võ đại lục hoàn toàn không cùng. Phảng phất là thiên địa kém. Vạn Kiếm Đế Cung nghe không gặp, tất cả mọi người đều nghe không gặp. Liền liền bây giờ hôn mê Diệp Thần, cũng nghe không gặp. Nói xong hết thảy, Ngụy Dĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sát ý. Vô cùng sát ý lạnh như băng. Bầu trời tuyết rơi, mặt đất băng tuyệt. Nhìn đột nhiên xuất hiện ít nữ, Liệt Hỏa Kiếm Thần dừng bước. Hắn nhìn về phía một bên Khoát Hải Kiếm Thần, cau mày nói. Người phụ nữ này hơi thở thật là cổ quái. Khoát Hải Kiếm Thần gật đầu một cái, ta từ trên người nàng thật giống như cảm thấy một cổ người khác hơi thở, tựa hồ. Nàng tu vi hoàn toàn đến từ một người khác. Hơn nữa đối phương thực lực, tuyệt đối đáng sợ, thậm chí có thể là linh võ đại lục thượng cổ mấy vị kia. Liệt Hỏa Kiếm Thần con người đông lại một cái, lai lịch của người nữ nhân này có vấn đề, nhưng là từ trước mắt tình huống tới xem, nàng biết Diệp Thần. Còn nữa, nàng tại sao có thể phá vỡ chúng ta trận pháp, chẳng lẽ người phụ nữ này tu vi nghịch thiên? Vẫn là nói, nàng tinh thông trận pháp chi đạo. Được rồi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay tại lúc này, hư không bên trong, tản mát ra từng đạo đè nén thanh âm.
Vậy máu tươi bên trong truyền tới một đạo cuồng bạo gầm thét, ngươi là người phương nào, ngươi có thể biết đắc tội Bách Tiên Vương cung là cái gì giá phải trả. Ngụy Dĩnh không để ý tới sẽ, mảnh khảnh tay ôm lấy Diệp Thần thân thể. Có chút thương tiếc. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh nhìn về phía bầu trời giọt kia máu tươi. Thương khung biến sắc, khí lạnh bức người. Thanh tuyệt thanh âm vào giờ khắc này chấn động chín tầng trời. Bách Tiên Vương cung, bất quá rác dưới mà thôi. Mấy vạn năm trước trăm tiên cung lão tổ đều phải đối với ta phái cung chủ ba quỷ chín gõ. Mấy chục ngàn năm trôi qua, chẳng lẽ các ngươi những thứ này hạ cùng người, thật lấy là nắm trong tay hết thảy. Lời này vừa nói ra, không chỉ vậy máu tươi biến thành hư ảnh, nổi giận. Liên liên vạn kiếm đế cung mọi người vậy bối rối. Tình huống gì? Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch ra sao? Bàn về bối phận, Bách Tiên Vương cung lão tổ đều phải dập đầu. Đây chỉ có thời đại thượng cổ tồn tại chân chính cao cấp tông môn mới có uy tín à? Vậy máu tươi quét mắt một phen Ngụy Dĩnh, nhưng phát hiện, căn bản cha xem không là cái gì. Hắn theo bản năng nói, người rốt cuộc là ai? Ngụy Dĩnh không trả lời, nàng nhắm mắt lại, mặt đất đột nhiên hình thành một đạo băng kiếm hư ảnh. Băng kiếm nháy mắt tức thì phóng đại. Tựa như vạn trưởng. Trực tiếp mang theo vô tận gió lạnh, hướng vậy máu tươi phóng tới. Người động người ta, có phải hay không nên bỏ ra một ít giá phải trả? Giờ khắc này, ở giữa thiên địa, chỉ có Ngụy Dĩnh thanh âm. Máu tươi phát giác nguy cơ, không do dự nữa, tại chỗ hóa thành một chi huyết kiếm. Huyết kiếm cũng là vạn trưởng. Hai cổ ngút trời thế, liền vào giờ khắc này va chạm. Lực lượng này, mặc dù bị trận pháp áp chế, nhưng là vậy đủ để kinh người đến mức tận cùng. Bỏ mặc ngươi là ai, nếu ngươi đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay liền chết nơi này. Huyết kiếm cuốn lên thao thiên hỏa diễm, trời đất phảng phất là một phiến biển lửa. Canh như một đầu ngọn lửa cự thú, dương ra miệng to, muốn phải chiếm đoạt hết thảy. Vốn cho là ngọn lửa có thể hòa tan băng kiếm. Nhưng mà, không có bất kỳ tác dụng. Nháy mắt tức thì, thiên địa đọng lại. Ngọn lửa đông, máu tươi huyết kiếm vậy treo ngừng giữa không trung bên trong. Làm sao có thể? Máu tươi phát ra một hồi kinh hãi thanh âm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lực lượng lại đống kết. Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi rơi xuống. Ta nói, người động người ta, liền phải trả giá thật lớn. Mà đây giá phải trả, không chỉ một giọt này máu tươi phải chịu đựng. Bản thể của ngươi vậy phải chịu đựng. Tuyệt hàn chín tầng trời, ta là đế cung chủ làm thịt. Phá! Ôm Diệp Thần Ngụy Dĩnh xuất hiện ở máu tươi trước mặt, một chỉ điểm ra. Máu tươi khoảnh khắc gian nổ tung. Hết thảy tiêu tán. Vô tận đợt khí chiếm đoạt bầu trời hết thảy, lại không có ảnh hưởng đến thiếu nữ bóng người. Giờ khắc này, thiếu nữ như một bụi hàn mai, độc lập giữa trời đất. Nàng ở nói cho mọi người. Nàng tuyệt hàn đế cung đem ở hôm nay bắt đầu quật khởi. Mà nàng Ngụy Dĩnh, liền muốn vào vậy trong thiên địa chí tôn, ngồi ngang hàng. Ngụy Dĩnh nhất kích quá mức kinh người. Thậm chí để cho nàng cái khăn che mặt xuống gương mặt hơi hiện lên trắng. Mà toàn bộ thương khung, cũng bởi vì một kích này mà biến sắc. Một giây, hai giây, ba giây, bụi mù tiêu tán, mây mù bình tĩnh. Thế gian hiện lên từng cơn hoa tuyết, tựa như ở viết tuyệt hàn đế cung bài hát. Mà trên bầu trời giọt kia máu tươi huyết kiếm, đột nhiên, rắc rắc. Một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Vô tận mảnh vỡ văng tung tóe mở. Thấy một màn này, vạn kiếm đế cung nơi này mọi người, tròng mắt trợn to. Đây chính là Bách Tiên Vương cung cường giả à. Máu tươi lực, mặc dù không đạt tới bản thể trong 1%, nhưng cũng không phải là bình thường tạo hóa cảnh. Tinh khiếu cảnh có thể dung chuyển. Mà đột nhiên xuất hiện này thiếu nữ, nhưng là dễ dàng làm vỡ nát hết thảy. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Cái đó từ thấp võ thế giới đi lên Diệp Thần, sau lưng làm sao sẽ đứng như vậy tồn tại? Liệt Hỏa Kiếm Thần nhìn về phía Kiếm Xanh Tiên Tôn, Kiếm Xanh Tiên Tôn cũng là khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, ta chưa từng nghe nói qua Diệp Thần đứng bên người cường giả loại này. Diệp Thần lần lượt kiếp nạn, cái này phụ nữ thần bí cũng không có ra tay. Đây cũng là cái này phụ nữ thần bí lần đầu tiên ra tay. Ta có thể hiểu được tin tức,
chính là Diệp Thần bây giờ cùng Huyền Nguyệt Tông quan hệ không tệ, Huyền Nguyệt Tông ở Linh Võ Đại Lục nội tình không kém, mặc dù không đạt tới Vạn Kiếm Đế Cung và Bách Tiên Vương Cung, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, cũng là ngồi ngang hàng tồn tại, chỉ bất quá dưới mắt xa sút mấy phần. Chẳng lẽ người phụ nữ này đến từ Huyền Nguyệt Tông? Liệt Hỏa Kiếm Thần nghe, lắc đầu một cái, người phụ nữ này khí tức trên người không phải Huyền Nguyệt Tông công pháp, ngược lại có chút giống cái đó Linh Võ Đại Lục cấm kỵ. Tuyệt Hàn, thôi, hẳn không có thể. Tuyệt Hàn Đế Cung đã sớm biến mất ở lịch sử bên trong, không thể nào có người sống sót. Hơn nữa, Tuyệt Hàn Đế Cung truyền thừa, vậy giống vậy biến mất. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Diệp Thần mới vừa rồi đề cập tới, phải giải quyết Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ, phải tìm đồng minh, dưới mắt, chúng ta cấm địa trận pháp không chống đỡ được quá lâu, nếu như người phụ nữ này thế lực sau lưng và chúng ta kết minh, đổ là lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, đối phương và chúng ta không có bất luận quan hệ gì, tại sao phải giúp chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung? Giờ khắc này, Vạn Kiếm Đế Cung mọi người yên lặng. Trên bầu trời, máu tươi vỡ vụn, hết thảy bình tĩnh lại. Ngụy Dĩnh ôm Diệp Thần chậm rãi rơi xuống, nàng nhìn Diệp Thần gương mặt, khẽ mỉm cười. Nhưng là rất nhanh, lại khôi phục lạnh như băng dáng vẻ. Nàng quay đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn rất nhiều Vạn Kiếm Đế Cung người, môi đỏ mỏng khẽ mở, hắn, ta phải dẫn đi, như thế nào? Hắn thiên phú rất mạnh, tiềm lực to lớn, bây giờ thật ra thì không nên nhúng tay các ngươi Vạn Kiếm Đế Cung và còn lại thế lực cao cấp sự việc. Hắn bị thương rất nặng, sẽ có người đau lòng. Còn nữa, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi sẽ để cho một cái hỗn nguyên cảnh tiểu tử, vác hết thảy, không sợ xấu hổ. Nói tới chỗ này, Vạn Kiếm Đế Cung mọi người không khỏi cảm giác được thấy lạnh cả người. Ai có thể nghĩ tới cái này phụ nữ thần bí như vậy bao che? Bất quá đối phương nói vậy không sai, tại chỗ mỗi một người cơ hồ thực lực đều mạnh tại Diệp Thần. Nhưng là nhưng cũng đứng ở Diệp Thần sau lưng. Để cho Diệp Thần một người đi vác nguy cơ. Quá mức. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là ở chỗ bọn họ không có lựa chọn. Tất cả mọi người đều bị thương, lại phải duy trì trận pháp. Ngụy Dĩnh ánh mắt quét qua mọi người, tiếp tục nói, Diệp Thần rất nặng tình, cái này ta biết. Hơn nữa, các ngươi cũng có nỗi niềm khó nói, ta cũng biết. Nhưng là hắn bây giờ tham dự chuyện này, ta không thích. Nói tới chỗ này, Ngụy Dĩnh tay thanh tú vươn ra, một viên bảy màu chi đá từ ống tay áo bay ra, hơn nữa chậm rãi rơi xuống. Liệt Hỏa Kiếm Thần thấy đá này đầu, hô hấp dồn dập. Đây lại là đá căn nguyên. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn. Chỉ cần có cái này đá căn nguyên, bọn họ trận pháp liền có thể kéo dài lâu hơn thời gian. Nhưng là cái này cô gái thần bí cầm vật quý trọng như vậy cho bọn họ là làm gì? Liệt Hỏa Kiếm Thần mới vừa ngẩng đầu lên, Ngụy Dĩnh vậy Tuyệt Hàn thanh âm cũng đã vang lên. Cái này viên đá căn nguyên, đủ để duy trì các ngươi trận pháp hồi lâu, đoạn này thời gian, ta hy vọng các ngươi và rất nhiều thế lực ân oán, không muốn Diệp Thần nhúng tay. Cho Diệp Thần đầy đủ thành thời gian dài. Chờ hắn bước vào hợp đạo cảnh, cũng hoặc là bước vào tạo hóa cảnh. Cũng không muộn. Ta muốn biết, các ngươi có thể kiên trì đến ngày đó sao? Liệt Hỏa Kiếm Thần hơi ngẩn ra, mặc dù không thích thần bí thiếu nữ giọng, nhưng vậy nghiêm túc một chút đầu tự nhiên. Có cái này được trời ưu đãi kéo dài trận pháp, hơn nữa chúng ta khôi phục lại trạng thái tột cùng, tự nhiên sẽ không như vậy chật vật. Được. Ngụy Dĩnh lần nữa ném ra một cái bình ngọc, nói, vật này tên Cửu Huyền Quỳnh Dịch, các ngươi hẳn nghe qua đi, khôi phục thực lực các ngươi dư sức có thừa. Mặc dù tiếp theo cuộc sống, Vạn Kiếm Đế Cung huy hoàng lại nữa. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể trở lại đỉnh cấp. Nói xong, Ngụy Dĩnh mang Diệp Thần liền biến mất ở Vạn Kiếm Đế Cung bên trong. Vạn Kiếm Đế Cung mọi người thấy cái đó bình ngọc, lần nữa rung động. Cửu Huyền Quỳnh Dịch, cao cấp thánh dược chữa thương. Giá trị liên thành. Cái này phụ nữ thần bí rốt cuộc đến từ cái nào đại tông môn. Nội tình như vậy đáng sợ. Liệt Hỏa Kiếm Thần nhìn Ngụy Dĩnh biến mất phương hướng. Thật lâu không thể bình tĩnh, lại là phát ra một câu thở dài. Cô gái này thân phận tuyệt nhiên, mà nàng như vậy để ý Diệp Thần, sợ rằng Diệp Thần sau này thành tựu càng đáng sợ hơn à. Thật khó tưởng tượng, hơn năm sau Linh Võ Đại Lục,
đây đối với trai gái có thể hay không để cho linh võ đại lục quy tắc, lần nữa xào bài. Cùng thời khắc đó, Bách Tiên Vương cung. Một tòa cắm vào vân tiêu khoáng đạt đền. Đền bên trong, một cái ông già áo bào đen ngồi ở cao đường trên. Quanh thân lượn lờ vô số ánh sáng. Mà đại điện hạ mặt, ngồi xếp bằng rất nhiều đệ tử và trưởng lão. Đột nhiên, ông già áo bào đen mở mắt ra. Cực độ sợ hãi. Rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi thẳng tắp ngã xuống. Rốt cuộc là ai, ai dám hủy ta máu tươi, hàng ta tu vi. Ta Bách Tiên Vương cung dù là đào ba xích, cũng phải đem ngươi tìm ra. Gầm thét tiếng, vang khắp đại điện, xuyên thấu vân tiêu. Không biết qua bao lâu, Huyền Nguyệt Tông dưới núi. Mang cái khăn che mặt Ngụy Dĩnh đem trong ngực Diệp Thần chậm rãi buông xuống. Mảnh khảnh tay duỗi một cái, một viên đan dược vào tay. Nàng nhẹ nhàng này nhập Diệp Thần trong miệng. Sau đó, ngón tay bắt pháp quyết, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ngực. Vô tận linh khí vần quanh Diệp Thần thân thể, Diệp Thần thương thế trên người ở một điểm một giọt khôi phục. Ngụy Dĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần dáng vẻ, tuyệt hàn gương mặt, lộ ra một đạo nụ cười, ngươi nha, thật là một kẻ ngu, rõ ràng hỗn nguyên cảnh ba tầng trời, cũng dám và thế lực cao cấp khai chiến. Nếu như không có vạn kiếm đế cung trận pháp, liền ta cũng không cứu được ngươi. Bất quá, dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, cũng chỉ có ngươi kẻ ngu này, dám vượt hai cấp giết thế lực cao cấp cường giả. Trên mình ngươi bí mật so ta còn nhiều, ta tin tưởng ngươi cuối cùng có một ngày sẽ đứng ở linh võ đại lục chóp đỉnh. Nhưng tuyệt không phải bây giờ. Ngươi bây giờ phải làm chính là tích lũy, cái này Huyền Nguyệt Tông, là tốt nhất lựa chọn. Ta lấy được tuyệt hàn đế cung vị kia bộ phận trí nhớ, cũng biết Huyền Nguyệt Tông lai lịch, xa không có đơn giản như vậy. Dẫu sao, có thể bảo vệ một tòa luân hồi huyền bia thế lực, lại làm sao có thể đơn giản. Những lời này, tựa hồ là Ngụy Dĩnh lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngụy Dĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần như đao khắc vẽ lập thể gương mặt, đột nhiên, nàng khom người xuống, hướng Diệp Thần gương mặt không ngừng đến gần. Ngay tại môi đỏ mọng và Diệp Thần khoảng cách không tới 1 cm thời điểm, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Cung chủ, chúng ta nên lên đường. Nói chuyện chính là Ngụy Dĩnh bên người nha hoàn, Bạch Nhi. Nghe được động tĩnh, Ngụy Dĩnh liền vội vàng đứng lên, cái khăn che mặt dưới gương mặt đều là đỏ ửng. Dù là nàng vận công vậy tiêu tán không đi. Ngụy Dĩnh ánh mắt hốt hoảng, đưa lưng về phía Bạch Nhi. Lạnh lùng nói, ngươi tới vào lúc nào? Bạch Nhi hiển nhiên không có phát hiện Ngụy Dĩnh khác thường, trả lời, cung chủ, không phải ngươi để cho ta ở Huyền Nguyệt Tông chờ ngươi sao? Bạch Nhi vừa liếc nhìn Diệp Thần, trong lòng tò mò ý đậm đà, cung chủ, người đàn ông này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Tại sao ngươi 5 lần 7 lượt giúp hắn? Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi, Bạch Nhi, hiểu chưa? Bạch Nhi le lưỡi một cái. Một mặt phạm sai lầm dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Ngụy Dĩnh lại nghe được Huyền Nguyệt Tông truyền lên động tới yên tĩnh, nhìn một cái Diệp Thần, liền ở Diệp Thần bên cạnh trên cây to lưu lại một hàng chữ. Làm xong hết thảy các thứ này, liền hướng một cái đi về phía, Bạch Nhi, chúng ta đi, ta tuy đạt được truyền thừa, nhưng là tuyệt hàn đế cung một ngày không xây, liền không cách nào trở lại huy hoàng. Chúng ta phải làm sự việc quá nhiều. Còn có năm đó tiêu diệt tuyệt hàn đế cùng những người đó, lần này, ta Ngụy Dĩnh muốn từng cái nhổ tận gốc. Đi! Dứt lời, Ngụy Dĩnh và Bạch Nhi bóng người liền biến mất ở giữa trời đất, phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Mấy giây sau đó, một cái hấp dẫn thiếu nữ áo đỏ từ trên núi tới. Chính là Tử Ngưng sư tỷ. Tử Ngưng thấy hôn mê Diệp Thần, hơi ngẩn ra, cấp tốc tới, sau đó chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần lúc này mới mở mắt ra, khi thấy Tử Ngưng, Diệp Thần con ngươi phóng đại, sư tỷ, ta tại sao lại ở chỗ này? Tử Ngưng cau mày, cái này hẳn ta hỏi ngươi mới đúng, nếu như không phải là cảm giác được đồ của ta đưa ngươi ở dưới chân núi, ta cũng không sẽ tới nơi này. Ngươi là sự việc xử lý kết thúc. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn cố gắng nhớ lại ở vạn kiếm đế cung hình ảnh. Nhưng là hắn chỉ nhớ trước khi hôn mê hết thảy. Còn như sau khi hôn mê hết thảy, một phiến chỗ trống. Hắn nhìn một cái mình thân thể, lại không có bất kỳ thương thế. Sư đệ,
cây này lên vẫn còn có chữ. Tử Ngưng kinh ngạc nói. Diệp Thần theo Tử Ngưng tầm mắt, ánh mắt cũng là rơi vào trên cây. Vạn kiếm nguy cơ trừ, không cần lo lắng, ngươi phải làm, chính là bước lên thông thiên đường. Mà thông thiên đường, cần phải từ Huyền Nguyệt Tông Thiên Chỉ bắt đầu. Diệp Thần biết đây cũng là người cứu nàng lưu lại. Còn như đối phương là ai, hắn trí nhớ chân thực có chút mơ hồ, tựa hồ là phụ nữ. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Tử Ngưng, sư tỷ, ta bây giờ tình huống làm thế nào? Thời gian lâu như vậy, ta có phải là không có thông qua? Chân truyền đại hội hẳn đã sớm kết thúc đi, Long Huyền hẳn trở thành đệ tử chân truyền liền đi. Tử Ngưng liếc một cái Diệp Thần, người còn không biết xấu hổ nói, bất quá, không biết nguyên nhân gì, trưởng môn lại đối bên ngoài nói thời cơ xảy ra vấn đề, hết thảy kéo dài, thực tập kết quả cũng không có công bố, chân truyền đại hội vậy không triệu tập. Tựa hồ, người còn có cơ hội. Quỷ dị chính là, ở mấy phút đồng hồ trước, trưởng môn nói hôm nay mở chân truyền đại hội. Người tới vậy thật trùng hợp đi. Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Thế gian nào có loại này trùng hợp? Làm sao xem, cũng giống như là thương dạ vì Diệp Thần một người kéo dài hết thảy. Cùng trong chốc lát, Diệp Thần trở về tin tức vậy truyền khắp Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông một cái gác lửng bên trong. Triệu Bình sậm mặt lại, tức giận cháy. Nàng vốn cho là Diệp Thần sẽ không hồi Huyền Nguyệt Tông. Lại không nghĩ rằng đánh tàn phế nàng hậu bối Triệu Phong tên tiểu xúc sinh này lại trở về. Mà nàng trước người, đứng một người anh tuấn cao lớn nam tử, nam kia tử cung kính nói, sư tôn bất giận, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ vào lúc này trở về, hơn nữa chân truyền đại hội lập tức phải bắt đầu. Chân truyền đại hội, tức là đem đệ tử nội môn cất nhắc là đệ tử chân truyền, cũng do một cái trong môn trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử nghi thức. Triệu Bình sắc mặt âm trầm như nước, nàng hậu bối Triệu Phong đã cơ hồ là một người phế nhân, mà cái đó đầu sỏ Diệp Thần, nhưng muốn thành là đệ tử chân truyền. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể đủ cam tâm. Nhưng mà, nàng đã cho trưởng môn làm áp lực qua một lần, ở Diệp Thần hoàn thành vậy gần như không thể nào hoàn thành thực tập nhiệm vụ sau này, lại từ bên trong cản trở, sợ rằng sẽ hoàn toàn chọc giận trưởng môn. Hơn nữa, hôm đó Vạn Kiếm Đế Cung tới cần người. Cái này Diệp Thần tiểu xúc sinh thân phận thay đổi khó biết rõ đầu đuôi. Nàng thậm chí đoán được, chân truyền đại hội kéo dài, chính là thương dạ bán Vạn Kiếm Đế Cung mặt mũi. Nghĩ tới đây, Triệu Bình cũng không khỏi thở dài, đem trước người anh tuấn nam tử kéo đến trước người, nói, Duyên Nhi, chẳng lẽ, thì phải như thế thả qua cái này đê tiện thấp võ thế giới người. Ta không cam lòng à. Cái này Triệu Bình lại hướng về phía cái này anh tuấn nam tử nũng nịu đứng lên, vậy làm bộ giọng và mặt béo phì lên lộ ra vặn nặn thần thái, thật là để cho người muốn ói. Có thể nàng trước người anh tuấn nam tử, nhưng vẫn thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ vỗ nhẹ Triệu Bình gánh nói, sư tôn, người này bất chấp lớn như vậy hiểm cũng phải thông qua chân truyền khảo hạch, chẳng lẽ hắn là vì tham gia sắp đến bí truyền đệ tử thực tập. Triệu Bình gật đầu nói, cần phải làm như vậy. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên nói, Duyên Nhi, người nói là. Chu Duyên cười nói, lần trước, mặc dù ta không có thông qua cái này bí truyền đệ tử thực tập, nhưng là, cũng không phải trắng trắng tham gia, ta đây có chút biện pháp. Triệu Bình mừng rỡ, ôm chặt Chu Duyên nói, quá tốt, ta cũng biết người có biện pháp, Duyên Nhi. Chu Duyên nói, có thể vì sư tôn phân ưu, là đệ tử vinh hạnh, tốt lắm, sư tôn, người cũng nên đi tham gia đại hội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bình có chút không thôi buông ra Chu Duyên, đối với hắn ném một mi mắt nói, sư tôn buổi tối, có thể phải thật tốt khen thưởng ngươi. Chu Duyên cười cười, không nói gì. Triệu Bình rất nhanh liền rời đi lầu các, mà ở Triệu Bình rời đi trong nháy mắt, Chu Duyên đột nhiên nôn mửa liên tu, hắn vô cùng là oán hận nhìn chằm chằm Triệu Bình rời đi phương hướng nói, chết bà mập, một ngày nào đó ta muốn đích thân giết ngươi. Hắn vì ở Huyền Nguyệt Tông bên trong leo lên phía trên, đã hy sinh rất nhiều, thậm chí là mình thân thể, hắn mặc dù ở Triệu Bình trước mặt đối với Triệu Bình cung kính có thừa, nhưng là, Chu Duyên không lúc nào không muốn giết liền Triệu Bình. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, Diệp Thần sao? Mặc dù thật có lỗi ngươi, bất quá, vì để cho cái này chết bà mập hơn nữa tín nhiệm ta, cũng chỉ tốt hy sinh ngươi.
Chu Duyên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, hết thảy, cũng sẽ trở thành là hắn đá lót đường, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn. Mà lúc này, Diệp Thần trước nhận chân truyền nhiệm vụ trong đại điện, Huyền Nguyệt Tông phần lớn trưởng lão, đều đã đến sân, bao gồm Triệu Bình. Lúc này, Diệp Thần và Long Huyền, cũng chạm tại đại điện bên trong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mà Diệp Thần vậy có chút kinh ngạc phát hiện, Long Huyền cảnh giới, lại vậy đột phá, lúc này đã là hợp đạo hậu kỳ. Xem ra, có thu hoạch, không chỉ hắn một người. Diệp Huynh, nếu như không phải là nghe Tử Ngưng sư tỷ nói ngươi không có sao, ta còn thật lo lắng, ngươi bỏ mạng ở vậy nơi thực tập. Long Huyền nói. Diệp Thần cười không nói. Thương Dạ sâu đậm nhìn một cái dưới đài Diệp Thần, sau đó ánh mắt quét qua đại điện, mở miệng nói, giờ lành đã đến, chân truyền đại hội, bắt đầu. Ở hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Thương Dạ sau lưng, một bức bích họa đột nhiên ánh sáng lớn bắn. Một cái hơi thở chọc trời, vô cùng tôn nghiêm, phảng phất vô địch trong thiên địa hình bóng, ở trong mắt mọi người phóng đại, Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy đạo hình bóng, tâm thần đại chấn. Bóng lưng này khí thế, thật là khủng khiếp, lại để cho người sinh ra một loại màng tới bái cảm. Thương Dạ xoay người, đối mặt với vậy nguy nga hình bóng, giọng nói vô cùng là trang nặng cung kính nói, Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn Long Huyền, Diệp Thần, bái tổ sư. Vừa nói, hắn lại dẫn đầu quỳ xuống ở tấm lưng kia trước mặt. Đây chính là Huyền Nguyệt Tông tổ sư hình bóng. Diệp Thần và Long Huyền thấy vậy, lúc này vậy hướng tấm lưng kia quỳ mọp. Diệp Thần hôm nay đối với Huyền Nguyệt Tông đã có cảm giác thuộc về, coi là nhà mình, bái một bái khai phái tổ sư, cũng là phải. Thương Dạ lần nữa mở miệng nói, Huyền Nguyệt Tông thứ 320 đại trưởng môn Thương Dạ, thành nắm tổ sư, ta tông đệ tử Long Huyền, Diệp Thần, tư chất xuất chúng, tâm tính hơn người. Hiện, đem trở thành ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền, do trong môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão dạy dỗ, nguyện tổ sư che chở. Theo Thương Dạ nói tiếng nói, tấm lưng kia dường như hơi nghiêng đầu, quét Diệp Thần và Long Huyền một mắt, Long Huyền và Diệp Thần, lại đều cảm thấy một loại vô hình lòng rung động. Thương Dạ ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Huyền Nguyệt Tông tổ sư hình bóng, gặp tấm lưng kia tựa như khẽ gật đầu, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cao giọng nói, Long Huyền, Diệp Thần, chính thức trở thành ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền. Theo Thương Dạ nói dứt lời hạ. Tấm lưng kia đột nhiên hóa thành tia luồng khói xanh, vây quanh Diệp Thần và Long Huyền một chuyển, nhất thời, Diệp Thần và Long Huyền cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong óc thật giống như nhiều một chút cái gì, một khắc sau, vậy khói xanh liền lần nữa trở về đến vậy bích họa bên trong. Diệp Thần trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vô luận hắn làm sao cảm ứng, cũng không cảm ứng được cái gì. Luân hồi mộ địa ngự thú linh thần có lẽ cũng bị động tĩnh này chấn động, cảm giác được cái gì. Đối với Diệp Thần nói, chưa tìm, bằng ngươi tu vi, tự nhiên sẽ không có phát hiện gì. Ngươi vận khí không tệ, cái này Huyền Nguyệt Tông tổ sư, cần phải làm đã phi thăng, mới vừa rồi hắn ở ngươi và Long Huyền trên mình, giáng xuống một đạo đại đạo chúc phúc, loại này chúc phúc, sẽ để cho bị chúc người trong chỗ U Minh đạt được một tia đại đạo thêm bảo vệ, mặc dù nghe có chút mờ ảo. Nhưng có lúc, lại có thể phát huy kỳ hiệu, hơn nữa. Hắn một tia hơi thở vậy ở lại ngươi trong óc, đối với ngươi thần niệm tu hành, hay hoặc là thần niệm phòng vệ, đều có chỗ tốt. Diệp Thần nghe vậy, mới yên lòng. Thương Dạ lúc này vậy xoay người, hướng về phía Diệp Thần và Long Huyền, lộ ra chút mỉm cười nói, các ngươi vậy đứng lên đi. Diệp Thần và Long Huyền đồng nói, Hai người sau khi đứng dậy, Thương Dạ vừa hướng tại chỗ trưởng lão nói, Diệp Thần và Long Huyền trở thành ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền. Các vị trưởng lão có gì dị nghị không? Vừa nói hắn ánh mắt hơi ở Triệu Bình trên mình dừng lại một chút. Chỉ gặp Triệu Bình mặc dù mặt không cảm giác, lạnh như băng ngồi ở chỗ đó, lại không có ý lên tiếng, nàng biết Thương Dạ ở thông báo tổ sư sau đó mới đặt câu hỏi, chính là không cho người ý phản bác. Thương Dạ đảo mắt nhìn trong sân, gặp cũng không có người nói chuyện, liền tiếp tục nói, tốt lắm, như vậy, Long Huyền, tới bên người ta. Long Huyền đi tới Thương Dạ bên người, Thương Dạ nói, có thể có vị nào trưởng lão, vừa ý Long Huyền. Lúc này, may là Long Huyền tâm tính hơn người, vậy có chút thấp thỏm nhìn tại chỗ các trưởng lão. Thương Dạ vừa dứt lời,
thì có một người tóc bạc mặt hồng hào trưởng lão cười nói, ta nguyện ý thu cái đứa nhỏ này nhập môn. Hắn đứng dậy, trên mình mơ hồ để lộ ra một loại kỳ diệu ý vận, tu vi khủng bố, là một người tinh khiếu cảnh trưởng lão. Đệ tử chân truyền, giống vậy có ưu liệt phân chia. Vậy, tinh khiếu cảnh trưởng lão chỉ sẽ thu tư chất siêu tuyệt đệ tử, mà hơi kém một chút đệ tử chân truyền, chỉ có thể bị nửa bước tinh khiếu trưởng lão thu làm môn hạ. Ở Huyền Nguyệt Tông địa vị, muốn so với tinh khiếu trưởng lão đệ tử kém hơn một chút. Long Huyền thấy vậy, sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay khi tên này trưởng lão phải đi hướng trong đại điện lúc, đột nhiên vang lên hai đạo thanh âm. Tần sư huynh, chậm đã. Một người một đôi mắt xanh trong tóc đen người đàn ông vậy đứng dậy. Ta ra Cát Dương, cũng muốn dạy dỗ cái đứa nhỏ này. Lão Tần người đợi một chút. Cái đứa nhỏ này vẫn là nhập môn hạ ta thích hợp hơn. Nói chuyện, là một người thân cao gần 2 thước rưỡi hùng tráng đại hán trung niên, hắn một đôi màu vàng ánh mắt, canh kỳ lạ là, khí tức trên người, lại và Long Huyền có một tia tương tự, tên này trưởng lão, lại tựa như vậy có một tia giao long huyết mạch. Tần trưởng lão ngẩn người nói, ra Cát sư đệ, lão Tiêu, các ngươi vậy vừa ý cái đứa nhỏ này. Lão Tiêu còn dễ nói, dẫu sao huyết mạch tương cận. Làm sao liền ra Cát Dương cũng đúng Long Huyền có hứng thú. Bất quá, Tần trưởng lão lại không có ngồi xuống, hắn không dự định buông tha Long Huyền, hắn cảm ứng được Long Huyền hơi thở vậy cùng mình có một tia thân thiện, chắc hẳn, vậy vô cùng là thích hợp truyền thừa hắn đạo chính thống. Ba người lại cũng nhìn Long Huyền, không có nhượng bộ chút nào ý nghĩa. Hơn nữa cái này ba người, đều là tinh khiếu cảnh trưởng lão. Long Huyền thiên phú. Lại dẫn được 3 tên tinh khiếu cảnh trưởng lão tranh đoạt. Tiêu trưởng lão thấy vậy, khoanh tay lạnh lùng nói, không phải ta nói các ngươi, ta cùng cái đứa nhỏ này huyết mạch nhất tương cận, các ngươi giành với ta cái gì? Nói xong, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Long Huyền nói, thằng nhóc, ngươi biết nên lựa chọn thế nào chứ? Long Huyền có chút ngây ngẩn nhìn hắn, vừa định đáp lời, thương dạ một cái tay nhưng đè ở bả vai hắn lên, cười lắc đầu một cái, tỏ ý hắn trước đợi một chút. Gia Cát trưởng lão nói, Tiêu sư huynh, huyết mạch tương cận, không ý nghĩa thích hợp dạy dỗ, hơn nữa, lấy ta càn xanh mắt xem ra, bất luận huyết mạch, Long Huyền bản thân tư chất, âm dương khí vô cùng là điều hòa, đặc biệt thích hợp tu hành ta đạo pháp. Tần trưởng lão cười nói, Gia Cát sư đệ, nói như vậy, Long Huyền hắn cần phải làm thích hợp hơn ta đạo pháp, trừ âm dương khí điều hòa, vậy trong huyết mạch long khí, đối với ta đạo pháp mà nói, vậy vô cùng là hữu dụng. Đây mới thực sự là thích hợp hắn đạo pháp. Thương dạ nói, Long Huyền, người nguyện ý gia nhập vị kia trưởng lão môn hạ. Giữ người ý tưởng yên tâm nói đi, không cần lo lắng. Long Huyền ánh mắt ở 3 tên trưởng lão trước người một hồi thoi tuần, cuối cùng, vẫn là như ngừng lại tiêu trên người trưởng lão, dẫu sao, hắn kiêu ngạo nhất, là huyết mạch của mình. Tiêu trưởng lão thấy vậy sắc mặt vui mừng, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc tìm được một tư chất đầy đủ. Huyết mạch lại cùng mình như thế tương cận đệ tử. Hắn đã quyết định đem Long Huyền thu vì mình đệ tử quan môn, toàn lực đào tạo hắn. Nhưng vào lúc này, một cái có chút già nua, nhưng thanh âm đầy uy nghiêm, từ ngoài điện truyền tới nói, Tiêu tiểu tử, lão phu cũng đúng đứa bé này em bé có chút hứng thú. Diệp thần nghe vậy cả kinh, người này là ai? Lại dám kêu Huyền Nguyệt Tông tinh khiếu cảnh trưởng lão là Tiêu tiểu tử. Chẳng lẽ... Không chỉ là Tiêu trưởng lão, tất cả người ở chỗ này nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi, cung kính đối với đại điện lối vào thi lễ nói, gặp qua 2 vị thái thượng trưởng lão. Lúc này, từ ngoài điện đi tới 2 đạo thanh âm, nói chuyện, chính là cái đó so Tiêu trưởng lão cao lớn hơn, tuy là một đầu tóc bạc, tướng mạo nhìn cũng chỉ có 40-50 tuổi, cả người hoa phục, vô cùng là tôn quý uy nghiêm ông già. Mà ở hắn bên người, còn đi theo một khúc cong trước eo. Chắp tay sau lưng, vóc người gầy đét, nhìn như bình thường không có gì lạ lão đầu tử. Cố nhiên bình thường không có gì lạ, nhưng là nhưng lộ ra thần bí. Diệp thần ngưng mắt nhìn tên kia nói chuyện thái thượng trưởng lão, con người có giúp lại, cái này ông già chán, thậm chí có long văn. Hơn nữa, hắn hơi thở trừ và Long Huyền có chút tương tự ra, lại và Diệp thần cũng có chút tương tự. Đó là giữa trời đất trí cao sinh mạng hơi thở. Đây là, Diệp thần có chút khó có thể tin nhìn lão kia người. Ngự thú linh thần nói, tên này huyết mạch đậm đà đến như vậy bước,
đều không thể coi là loài người, hắn phụ mẫu bên trong, chắc có một phương là yêu tộc, hắn là một người nửa yêu. Diệp thần nói, chẳng lẽ huyết mạch hắn là long thần huyết mạch? Ngự thú linh thần nói, rất đáng tiếc, không phải, bất quá, hắn huyết mạch trong cơ thể, cũng là vô cùng là cường đại, hắn thừa kế, mới có thể gọi là máu rồng. Mặc dù không phải là chân long, nhưng cũng là xa so vậy giao loại cường đại huyết thống, hoặc là nói, hắn thừa kế, là giao loại nhất tộc bên trong nhất cao đẳng huyết mạch. Bất quá, những người này cũng không thích hợp làm ngươi sư phụ. Người có luân hồi huyết mạch, bọn họ không phát hiện được. Nhưng là bàn về tiềm lực và huyết mạch, toàn bộ linh võ đại lục cũng không có người có thể cùng ngươi so. Chỉ bất quá luân hồi huyết mạch mặc dù mạnh mẽ, nhưng vậy là khó khăn nhất kích hoạt. Luân hồi huyền bia có thể khó tìm à? Vậy nửa yêu ông già đi tới Long Huyền trước người, quan sát hắn sau một lúc cười nói, lão phu tên là Long Diệp Thiên, mạch máu ngươi không tệ, mặc dù độ dày thấp một ít. Nhưng có tiềm lực rất lớn, như thế nào, nguyện ý bái nhập lão phu môn hạ sao? Long Huyền hô hấp hơi chậm lại, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử có bao nhiêu chỗ tốt, Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão, thân phận có thể so trưởng môn cũng cao à. Nhưng mà, Long Huyền vẫn là nhìn một cái tiêu trưởng lão, dẫu sao mới vừa rồi hắn cũng dự định gia nhập tiêu trưởng lão môn hạ, bây giờ nhưng phải cải biến, có chút thật xin lỗi hắn. Tiêu trưởng lão ánh mắt ấm áp, cười nói, tiểu tử ngốc, nếu thái thượng trưởng lão vừa ý ngươi, còn muốn ta chỉ ngươi như thế nào lựa chọn sao? Lão tiêu ta có tài đức gì, có thể cùng thái thượng trưởng lão như nhau, huống chi, ta năm đó cũng nhận được qua thái thượng trưởng lão chỉ điểm, coi như là hắn nửa người đệ tử. Long Huyền lúc này không do dự nữa, hướng về phía Long Diệp Thiên cung kính thi lễ nói, đệ tử nguyện ý. Long Diệp Thiên cười to nói, được được được. Theo ta trở về đi thôi. Vừa nói liền dẫn Long Huyền rời đi. Mà nguyên bản đi theo hắn cùng đi tên kia giản dị ông già thì nhìn lướt qua Diệp Thần nói, thằng nhóc, người nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Giọng lại khá là không nhịn được. Dẫu sao Long Huyền huyết mạch có thể bị cường giả phát hiện. Mà Diệp Thần luân hồi huyết mạch, dù là trí cường, cũng không có tư cách tra xem. Diệp Thần sững sốt một chút, còn chưa lên tiếng. Liền nghe Tử Ngưng nói, sư phụ, hắn dĩ nhiên nguyện ý, ngươi hãy thu hắn đi. Nói xong, nhỏ giọng đối với Diệp Thần nói, ở ngươi xử lý chuyện đoạn này thời gian, ta sư phụ trước thời hạn xuất quan, còn như ngươi cái vật kia, không nên ở chỗ này để ra. Vật này dĩ nhiên là chỉ luân hồi huyền bia. Diệp Thần nhìn một cái Tử Ngưng, có chút im lặng, người này chính là Tử Ngưng sư phụ, hơn nữa, nhìn dáng dấp. Hắn còn không phải là rất nguyện ý thu Diệp Thần làm đệ tử. Lão kia người mặt không thay đổi gật đầu một cái, lại nhìn xem Diệp Thần nói, tư chất tạm được, làm ta đệ tử ngược lại là đủ rồi, không quá ta người này sợ phiền toái, vốn là không muốn thu học trò, cái này cho ngươi, nghi thức bái sư liền miễn, trong tương lai, ngươi chính là ta Bạch Trấn Đường đệ tử. Nói xong, khoát tay đem thứ gì ném cho Diệp Thần, sau đó... Đột nhiên thay một bộ hiền hòa mặt mày vui vẻ hướng Tử Ngưng đi tới, bé gái, đi, cùng sư phụ câu cá đi. Thương giả thấy vậy vậy mặt lộ vẻ cười khổ nói, tốt lắm, chân truyền nghi thức kết thúc, các vị tự rời đi đi. Vừa nói hắn đánh chụp còn có chút ngơ ngác Diệp Thần bả vai nói, Bạch Thái Thượng trưởng lão hắn trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa vô cùng là bao che, mặc dù hắn tùy tiện không thu học trò, bất quá nếu đã thu ngươi làm đệ tử, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần ngẩn người, ngược lại không phải là bởi vì Bạch Trấn Đường thái độ, mà là, bởi vì hắn cho mình đồ. Nhìn trong tay một miếng nhỏ kim loại, Diệp Thần ánh mắt, cũng có chút điên cuồng. Đây là canh kim. Hơn nữa còn là phẩm chất cao nhất cực phẩm cao cùng canh kim. Thậm chí khi lấy được canh kim nháy mắt, mi tâm ác ma mắt cũng thiếu chút nữa lao ra ngoài. Lúc này nghe vậy, đem canh kim thu hồi. Hướng về phía thương giả cười nói, trưởng môn yên tâm, đệ tử biết. Thương giả gật đầu một cái nói, tốt lắm, ngươi có thể đi về trước, có người sẽ mang ngươi đi ngươi chỗ ở, nội môn cho đệ tử chân truyền trang bị một ít vật phẩm, đã đặt ở ngươi chỗ ở bên trong. Diệp Thần hưng phấn đi ra ngoài điện, hắn thật là không kịp chờ đợi muốn hấp thu khối này canh kim, đồng thời, hắn có chút nghi ngờ nói, ngự thú linh thần, cái này ông già là như thế nào? Ngự thú linh thần nói, lão này thật không đơn giản à,
hiển nhiên đã nhìn thấu ngươi một số lai lịch, hắn cho ngươi canh kim, là bởi vì là bên trong cơ thể ngươi có canh kim khí. Bất quá, ngươi nghĩ xong toàn luyện hóa phẩm chất cao như vậy canh kim, nhưng chỉ có thể từng điểm tới, không có nhanh như vậy. Diệp Thần mới vừa đi tới đại điện, thì có một cái kim bào thanh niên mặt mỉm cười đâm đầu đi tới, chính là ban đầu ở trên đảo thực tập cứu hắn Mạnh Hành Vân. Diệp Thần chắp tay nói, Mạnh sư huynh. Mạnh Hành Vân cười nói, Diệp sư đệ, vậy từ trước đến giờ không thu đệ tử Bạch Thái Thượng trưởng lão lại thu ngươi làm đệ tử, thật để cho ngoài ý người bình thường à, đi thôi, ta mang ngươi đi ngươi chỗ ở. Từ trước đến giờ không thu học trò. Mạnh Hành Vân nói, đúng vậy, nghe nói từ Lạc sư huynh sau khi chết, Bạch Thái Thượng trưởng lão liền lại cũng không có thu qua đệ tử, bất quá, vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước, ta vậy không phải rất rõ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, ở Mạnh Hành Vân dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần liền đi tới một nơi thiên địa linh khí vô cùng là đậm đà trong nhà. Diệp Thần mặt đầy rung động vẻ, lấy tay nhẹ nhàng rút quen trước trong nhà bảy màu sương mù, nơi này thiên địa linh khí lại đã đậm đà đến sương mù hóa. Ở chỗ này tu hành, hắn không biết có thể so với ở cái khác trên đất mau hơn nhiều ít lần. Hơn nữa, nơi này giống vậy đặc biệt thích hợp hắn luyện hóa canh kim. Vạn kiếm đế cung sợ rằng cũng không có lớn như vậy bút tích. Theo lý mà nói, Huyền Nguyệt Tông và vạn kiếm đế cung còn có chút chênh lệch. Vì sao nội tình nhưng cảm giác so vạn kiếm đế cung còn đáng sợ hơn? Chẳng lẽ đã từng là Huyền Nguyệt Tông vậy không bình thường? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần cảm thấy quả thật có thể. Dẫu sao, Huyền Nguyệt Tông có một khối luân hồi huyền bia à? Mình không giải thích được trở thành Bạch Thái Thượng trưởng lão học trò. Ngược lại là có cơ hội đề ra luân hồi huyền bia sự việc. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Mạnh Hành Vân nói, đây là phòng của ta. Mạnh Hành Vân cười nói, đương nhiên là, Diệp sư đệ ngươi giàu gì cũng là tông môn nhất lưu đệ tử chân truyền, vẫn là Thái Thượng trưởng lão đệ tử chân truyền, đãi ngộ dĩ nhiên không thể nào quá kém. Vị kia Long sư đệ, bây giờ có thể đã ở đến Long Thái Thượng trong động phủ, nơi đó linh khí, canh là xa xa cao hơn ngươi nơi này. Linh võ đại lục linh mạch, phân là thiên địa huyền hoàng 4 cấp, mỗi một cấp lại phân thượng trung hạ 3 các loại, chúng ta Huyền Nguyệt Tông liền có một cái thiên phẩm lên cùng linh mạch, linh khí và ngoại giới so sánh có thể nói khác nhau một trời một vực. Đệ tử chân truyền động phủ, hoặc là trực tiếp rời đến trưởng lão động phủ vùng lân cận, hoặc là... chính là ở nơi này cái thiên phẩm lên cùng linh mạch mạch chúng tuyển chọn một chỗ động phủ, ta nhưng mà đặc biệt là ngươi lựa chọn liền mạch lên linh khí nồng nặc nhất trong đó một gian động phủ nha. Diệp Thần cười nói, vậy thì cảm ơn Mạnh sư huynh. Mạnh Hành Vân cười cười nói, được rồi, nói không chừng ngươi lập tức có thể trở thành bí truyền đệ tử, đến lúc đó là có thể rời đến chủ mạch lên động phủ, nơi đó linh khí mới thật sự là đậm đà. Cái này cho ngươi. Là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền trang bị vật, còn có một tấm chuyên cung đệ tử chân truyền sử dụng tài nguyên thẻ, phía trên có các loại vật phẩm danh sách phía sau hiểu rõ ngạch, đối ứng trên thẻ ngạch độ. Mỗi lần đổi sẽ giảm đi tương ứng ngạch độ, đệ tử chân truyền mỗi năm đều có nhất định ngạch độ, có thể dùng để đổi bên trong cửa tài nguyên. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn không thiếu tài nguyên, bất quá nơi này linh khí, ngược lại là đối với hắn tu luyện có chỗ tốt. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến cây kia lên lưu lại chữ. Người kia nói Huyền Nguyệt Tông là thông thiên đường bắt đầu. Chẳng lẽ ám chỉ, hắn ở Huyền Nguyệt Tông, có thể được luân hồi huyền bia, còn có vậy cao nhất cơ duyên. Cái này cơ duyên vậy là cái gì? Cũng không biết Vĩnh Hằng Thánh Vương lúc nào xuất hiện. Loại chuyện này chỉ có thể hỏi Vĩnh Hằng Thánh Vương loại này cấp bậc mới có thể biết. Mạnh Hành Vân nói, tốt lắm, vậy ta đi trước. Nếu như trên thẻ ngạch độ dùng hết, ngươi cũng có thể hoàn thành trong môn ban bố nhiệm vụ, để đổi lấy ngạch độ, bí cảnh thực tập hậu thiên liền muốn bắt đầu, ngươi vậy chuẩn bị thật tốt đi. Mạnh Hành Vân đi tốt, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, sau đó lấy ra hai kiểu đồ, một cái là vậy hải tộc lấy được trấn tộc chi bảo, tử tinh thần tủy. Một cái khác, chính là bạch trấn đường cho hắn vậy cái cực phẩm cao cùng canh kim. Hắn ánh mắt lập lòe nói, ngự thú linh thần. Người nói, ở bí cảnh thực tập bắt đầu trước, ta là trước luyện hóa cái này tử tinh thần tủy đâu? Trước hay là luyện hóa cái này canh kim đâu?
Ngự thú linh thần trầm ngâm nói, trước hay là luyện hóa canh kim đi, tử tinh thần tủy vật này, có thể không bình thường. Người bây giờ luyện hóa, sợ rằng rất nguy hiểm. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, xem ra cái này tử tinh thần tủy so canh kim còn đáng sợ hơn. Một ngày một dạ hậu, cả người kim quang lượn quanh Diệp Thần, đột nhiên mở mắt ra, ở mở mắt trong nháy mắt, hắn trong mắt lại toát ra mãnh liệt kim quang khoảnh khắc thu liếm. Diệp Thần con ngươi khôi phục bình thường, ngưng mắt nhìn trước người một đoàn ngọn lửa. Diệp Thần thần niệm vừa chạm vào vậy đoàn ngọn lửa, trong đầu lập tức nhớ tới một đạo nũng nịu giọng nữ, là Tử Ngưng thanh âm, sư đệ, thời gian đến, là thời điểm tham gia bí cảnh thực tập. Nhanh như vậy liền đến thời gian liền sao? Diệp Thần lẩm bẩm một câu, hít sâu một hơi, công pháp vừa thu lại, cả thân kim quang bắt đầu ngưng, trôi lơ lửng ở trước người khối kia canh kim. Cũng trở về luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần đứng dậy, hơi hoạt động một chút, nguyên bản lãnh đạm trên gương mặt lại hiện ra không giống như là hắn diễn cảm, gần như điên cuồng vẻ vui thích. Hắn bây giờ, lại có một loại không gì không thể ảo giác, đây là thực lực biên độ lớn tăng lên sau sinh ra cảm giác. Ngự thú linh thần nói, thằng nhóc, bình tĩnh một chút. Diệp Thần nghe vậy, nặng nề hít thở mấy lần nữa khôi phục vẻ đạm mạc. Bất quá trong mắt hưng phấn, nhưng còn không có biến mất, lần này hấp thu cái này cực phẩm canh kim, thu hoạch thực sự quá lớn. Cho tới lấy Diệp Thần tâm tính đều không cách nào giữ bình tĩnh. Ngự thú linh thần cười nói, như thế nào? Cảm giác như thế nào? Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, tuét miệng cười một tiếng, chỉ trả lời hai chữ, rất thoải mái. Mặc dù hắn lần này hấp thu canh kim vô luận thế chấp cùng tính cũng xa xa cao hơn mấy lần trước, nhưng là hiển nhiên lực lượng càng lớn tăng lên lại càng khó khăn, bất quá ở Diệp Thần bản thể lực lượng sau khi đột phá, liền cảm giác mình lực lượng sinh ra một loại nhỏ nhẹ biến chất, trong mơ hồ, thật giống như lĩnh ngộ được cái gì. Mặc dù Diệp Thần còn không có hiểu thấu đáo loại cảm giác kỳ diệu đó, bất quá, nếu như cứng rắn muốn nói, cảm giác này, và hắn bất hủ kiếm ý có chút tương tự. Đó là lực lượng ý cảnh. Cái gọi là lực ý cảnh, nói chính xác hơn pháp. Hẳn là lực chi đạo vận, đó chính là giữa trời đất lực quy luật. Diệp Thần lại cảm ứng được quy luật lực. Trừ cái này ra, Diệp Thần một cái thu hoạch khác, chính là hắn canh kim khí, hấp thu cái này cực phẩm canh kim sau đó, Diệp Thần canh kim khí có chất bay vọt. Ở Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ và yêu thánh truyền thừa chi địa, canh kim khí không có quá nhiều vận dụng. Hoàn toàn là bởi vì là không đủ để chống lại những cường giả kia. Mà bây giờ, nếu như lại đối mặt Bách Tiên Vương cung cường giả, hắn biết nhúc nhích dùng. Lúc này, Diệp Thần nhìn chằm chằm cách đó không xa một khối đá xanh, tâm niệm vừa động, một món kim mang nhập vào cơ thể ra, ngay tức thì từ vậy trên đá xanh thoáng qua, một khắc sau, vậy đá xanh liền chia làm hai. Cái này trong động phủ đá xanh, cũng không phải là vật phàm, bản thân vô cùng là cứng rắn, lại đang linh khí này vô cùng đậm đà động phủ chui luyện nhiều năm. Lại bị Diệp Thần lấy canh kim khí, động niệm bây giờ thiết là hai nửa, có thể gặp cái này canh kim khí khủng bố. Bất quá, Diệp Thần lần này lớn nhất thu hoạch, vẫn là hắn bất hủ thần thể. Diệp Thần nắm chặt quyền, trên mặt lần nữa hiện ra vô cùng tự tin nụ cười, hắn không biết mình bây giờ thân thể có bao nhiêu bền bỉ, nhưng là hắn khẳng định, đổi thành một ngày trước mình, muốn để cho hắn bây giờ chảy máu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn không biết. Cùng mình đem khối kia canh kim hoàn toàn hấp thu sau đó, mình thân thể sẽ tăng lên đến một cái như thế nào tầng thứ, sợ rằng, bàn về thân xác đều có thể cùng tiên tôn tương để tịnh luận chứ. Ngự thú linh thần nói, người lần này thu hoạch quả thật không nhỏ, chạm tới quy luật, canh kim khí và bất hủ thần thể đều có cực lớn tăng lên, người thiên phú quả nhiên khủng bố. Nguyên bản ngự thú linh thần sẽ không cùng Diệp Thần nói thêm cái gì, nhưng là chứng kiến Diệp Thần ở Vạn Kiếm Đế Cung sự việc. Hắn động dung. Vậy rõ ràng liền một ít thứ. Trợ giúp cái thằng nhóc này, có lẽ chính là luân hồi mộ địa giá trị. Thậm chí cái thằng nhóc này trên người tiềm lực, vượt xa vậy cái nhẫn chữ vật giá trị. Diệp Thần cười cười, đi ra ngoài cửa, đứng ở phía ngoài một cái hấp dẫn thiếu nữ, chính là Tử Ngưng. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần đi ra, vậy cả người bộc phát khí thế để cho nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngắn ngủi một ngày. Diệp Thần lại mạnh rất nhiều. Nàng cười cười nói, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cái này thì đi bí cảnh mở chi địa đi,
từ nơi đó tiến vào bí cảnh. Đây là đệ tử chân truyền bước vào bí truyền đệ tử đất phải đi qua. Cũng là ngươi và sư phụ nói luân hồi mộ địa lớn nhất vốn. Bây giờ ngươi đi tìm sư phụ muốn luân hồi huyền bia, sợ rằng, sư phụ có thể không đáp ứng. Diệp Thần gật đầu một cái, theo Tử Ngưng lên phi thuyền sau hỏi, sư tỷ, cái này cái gọi là bí cảnh thực tập, kết quả là chuyện gì xảy ra? Tử Ngưng nói, cái này bí cảnh thực tập khởi nguyên, muốn ngược dòng đến hồi lâu trước kia. Khi đó, ta Huyền Nguyệt Tông nhưng cũng là thế lực cao cấp một trong, đó là một cái chư thần tranh bá thời đại. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông lão tổ, và một ít linh võ đại lục ẩn núp cường giả hậu nhân đạt thành một cái ước định. Hàng năm một lần, những cường giả kia hậu nhân chỗ bộ tộc, sẽ cử hành một lần đấu võ đại hội, tham gia điều kiện là mỗi một trong bộ tộc chọn lựa mấy tên 30 tuổi trở xuống cường giả trẻ tuổi tiến hành tỷ đấu, mà chúng ta Huyền Nguyệt Tông trưởng bối, và bọn họ ước định chính là, hàng năm, để cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông 10 tên đệ tử, tham gia đấu võ đại hội. Cái này so với đấu, không chỉ là đơn thuần cuộc thi thể thao mà thôi, còn quyết định cái này trong bí cảnh tài nguyên phân phối, hạng vượt gần trước thế lực, phân phối đến tài nguyên lại càng hơn, đồng thời, hạng trước 3 người dự thi, đem lấy được một cái khen thưởng. À, Diệp Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, tưởng thưởng gì? Ở chỗ đó, có một nơi thiên trì, ngày này ao, trong truyền thuyết là linh võ đại lục một vị thượng cổ đại năng lưu lại máu tươi. Mà đây thiên trì, có thể chia làm cái khu vực, đỏ nhạt khu, đỏ thẩm khu, máu thần khu. Nghe được thiên trì hai chữ, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến vậy cây trên cây to chữ. Từ Huyền Nguyệt Tông thiên trì bắt đầu. Chẳng lẽ người nọ mang hắn tới Huyền Nguyệt Tông, chính là vì cái này thiên trì? Diệp Thần áp chế nội tâm nghi ngờ, nói cách khác, đấu võ đại hội hạng trước 3 người, có thể tiến vào ngày này ao bên trong. Tiến vào ngày này ao, có ích lợi gì chứ? Tử Ngưng cười nói, ngày này ao, mỗi một người chỉ có ở lần đầu tiên tiến vào lúc mới có hiệu quả, cho nên, một đời người chỉ có thể tiến vào một lần, mà đây thiên chỉ hàng năm chỉ sẽ tự động kích hoạt một lần, ngày thường không có bất kỳ đặc thù công hiệu, cái này kích hoạt ngày, cũng chính là võ đạo đại hội cử hành thời gian. Mà mỗi lần kích hoạt, vậy chỉ có thể tiến vào 3 người, đỏ nhạt khu chứa một người. Đỏ thẩm khu chứa một người, máu thần khu chứa một người. Mà tiến vào ngày này ao hiệu quả, chính là kích hoạt huyết mạch. Cường hóa căn cơ, đồng thời, còn có một tơ khả năng có được truyền thuyết kia bên trong thần minh vật lưu lại. Dĩ nhiên, ba cái khu vực cường hóa trình độ tất cả không có cùng, đại hội hạng nhất, tiến vào hiệu quả tốt nhất máu thần khu, hạng nhì tiến vào đỏ thẩm khu, hạng ba, tiến vào đỏ nhạt khu. Diệp Thần nói, sư tỷ. Chẳng lẽ cái này trở thành bí truyền đệ tử điều kiện chính là? Tử Ngưng gật đầu nói, không sai, Huyền Nguyệt Tông trở thành bí truyền đệ tử điều kiện, chính là tiến vào một lần thiên trì. Năm đó sư tỷ, vậy từng tiến vào qua thiên trì. Tử Ngưng trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia nhớ lại vẻ nói, không sai, bất quá, ta năm đó cũng là vô cùng là miễn cưỡng, mới tiến vào đỏ nhạt khu mà thôi, nhưng là... Cho dù là đỏ nhạt khu... Đối với ta tăng lên, cũng là vô cùng to lớn. Trước kia, ta nhưng thật ra là có thể khống chế mình mị hoặc lực, nhưng mà, tiến vào ngày này ao sau đó, ta tiềm năng bị hoàn toàn kích thích, cho dù đến bây giờ, lấy ta nửa bước tinh khiếu tu vi, cũng không thể hoàn toàn khống chế mình lực lượng. Diệp Thần nghe vậy, cũng là lộ vẻ xúc động, đối với ngày này ao, càng là tràn đầy mong đợi. Hắn trên mặt lộ ra một người vô cùng là nụ cười tự tin nói. Xem ra, cái này máu thần khu, ta phải đi ngây ngô ngẩn ngơ. Mà lúc này, Tử Ngưng và Diệp Thần, rốt cuộc đã tới vậy bí cảnh mở chi địa. Lúc này, bí cảnh mở chi địa, thương đêm đã đến sân, trong sân, còn có một đám mặc áo bào tím Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền. Lúc này, một người mặc áo bào tím, diễn cảm lạnh như băng 23-24 tuổi thanh niên. Đang nghe hắn bên cạnh một người giống vậy mặc áo bào tím đệ tử chân truyền nói chuyện. Tên nam tử này tên là Liễu Minh, lúc này nhìn chằm chằm không trung rơi xuống Tử Ngưng và Diệp Thần nói, hắn chính là ngươi nói, Thái Thượng trưởng lão một trong đệ tử. Liễu Minh bên cạnh Trần Thiếu Vũ cười nói, đúng vậy. Huyền Nguyệt Tông thiên tài đệ tử phân là hai loại, một loại, là dựa vào thiên phú, điên cuồng tăng lên tu vi đệ tử chân truyền. Một loại
chính là và tư không phi tinh vậy, đem tu vi áp chế ở hợp đạo đỉnh cấp, đem cái gọi là hợp đạo cảnh, hiểu thấu triệt, thậm chí lĩnh ngộ ra một tia đạo vận, cũng dựa vào hơn người bẩm phú, vượt cấp mà chiến thiên tài. Hiển nhiên, loại thứ hai thiên tài, mới là xuất chúng nhất đệ tử, bởi vì, những người này tiềm lực cao hơn. Bọn họ đều có tự tin hoàn toàn hiểu thấu đáo hợp đạo cảnh bí ẩn, thậm chí lĩnh ngộ ra một tia đại đạo quy luật lực thiên tài. Mà Liễu Minh và Trần Thiếu Vũ, đều là thuộc về cái này một loại thiên tài. Đặc biệt là Liễu Minh, hắn tên chữ, đơn giản là rất nhiều Huyền Nguyệt Tông đệ tử thần trong lòng nói. Liễu Minh sư phụ, là Huyền Nguyệt Tông một người tinh khiếu hậu kỳ đại năng. Mà Liễu Minh, lại là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền bên trong, xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Thậm chí, rất nhiều người đều nói, Liễu Minh, đã có tương đương một ít bí truyền đệ tử thực lực. Thái thượng chân truyền sao? Liễu Minh nở một nụ cười, có chút ý tứ. Liễu Minh rất mạnh, ở Huyền Nguyệt Tông chính giữa, cũng là địa vị cực cao tồn tại, nhưng là, Liễu Minh nhưng cũng không hài lòng. Năm đó, trở thành đệ tử chân truyền lúc đó, Liễu Minh trong lòng, liền một mực có cái tiếc nuối, tại sao Thái thượng trưởng lão không có chọn hắn trở thành đệ tử? Chẳng lẽ, là bởi vì là hắn thiên phú không đủ sao? Bất quá, những năm gần đây, vẫn không có Thái thượng chân truyền xuất hiện, Liễu Minh trong lòng tiếc nuối vậy dần dần quên đi. Nhưng mà, ngay tại một ngày trước, Huyền Nguyệt Tông, xuất hiện Thái thượng chân truyền, vẫn là hai người. Tại sao? Chẳng lẽ, tư chất của mình, ở Thái thượng trưởng lão trong mắt, không bằng cái này hai người? Liễu Minh, cái này Huyền Nguyệt Tông chân truyền người thứ nhất, cảm thấy làm nhục. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua từ trên trời giáng xuống Diệp Thần, lại nhìn lướt qua đã đến sân Long Huyền, mặc dù còn duy trì mỉm cười, trên mặt nhưng hơn nữa lạnh như băng, lẩm bẩm. Thái thượng trưởng lão, ta sẽ chứng minh cho các người xem, ta Liễu Minh, mới là Huyền Nguyệt Tông xứng đáng không thẹn đệ nhất thiên tài. Đem Diệp Thần mang đến chỗ này sau đó, Tử Ngưng liền rời đi, Thương Giả ánh mắt quét qua tại chỗ Huyền Nguyệt Tông đệ tử, 10 người này, có thể nói là Huyền Nguyệt Tông bí truyền dưới, ưu tú nhất một nhóm đệ tử, lúc này mở miệng nói. Chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi 10 người, mỗi một người sẽ mỗi người bị truyền tống đến 10 đại thượng cổ cường giả hậu nhân bộ tộc bên trong, trở thành mỗi một bộ tộc phái ra 5 tên người dự thi một người trong đó, hy vọng, lần này đấu võ đại hội trước 3 tên, đều là ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Theo Thương Giả tiếng nói vừa dứt, một quả kỳ dị hạt châu nhỏ ở Thương Giả sau lưng hiện lên, uy thế vô biên bùng nổ, vậy cái hạt châu nhỏ ánh sáng lớn thả, ngay tức thì biến thành một đạo màu máu đỏ cổng vào. Tốt lắm, các ngươi vào đi thôi. 10 tên Huyền Nguyệt Tông đệ tử, theo thứ tự bước vào trong miệng. Diệp Thần ở bước vào cửa vào trong nháy mắt, trong đầu chính là một hồi choáng váng, làm hắn khôi phục lúc đó, đã tới một nơi tản ra linh khí nồng nặc địa phương. Diệp Thần hoạt động thân thể một chút, nơi này trọng lực, lại so ngoại giới mạnh hơn. Linh khí cũng càng là đậm đà. Chẳng lẽ linh võ đại lục thời đại thượng cổ cường giả hậu nhân, cũng cuộc sống ở như vậy nơi lánh đời. Vậy có phải hay không ý nghĩa, linh võ đại lục có rất lớn một nhóm ngậm chìa khóa vàng ra đời người, ban đầu liền nắm giữ cao nhất cơ duyên. Lúc này, Diệp Thần chính thân chỗ một cái hang núi bên trong, dưới chân, là trong sơn động một cái tương tự tế đàn đài cao. Diệp Thần đi ra sơn động, liền nhìn thấy ngoài động đứng một cái ở trần, eo gian chỉ bọc một tấm da thú, thân cao vượt qua 2 mét, vô cùng là to lớn nam tử. Tên kia nam tử nhìn lướt qua Diệp Thần, chân mày lơ đãng nhíu một cái, trong mắt tựa hồ lộ ra lau một cái mịt mờ vẻ khinh bỉ, nhưng trong miệng vẫn còn là mang lễ phép nói. Vị này huynh đệ là Huyền Nguyệt Tông sứ giả chứ? Ta là phần thiên tộc phần thạch, cảm ơn ngươi đi tới nơi này, đại biểu chúng ta phần thiên tộc xuất chiến, mời theo ta đi. Diệp Thần nhìn người này một mắt, 30 tuổi, hợp đạo cảnh tầng 5 thiên tu vi, khí huyết lực vô cùng là dâng trào, hiển nhiên, hắn thân xác muốn xa so giống vậy hợp đạo cảnh võ giả mạnh mẽ được hơn. Như vậy tư chất, thả ở bên ngoài, cần phải coi là rất giỏi, mà ở chỗ này, nhưng chỉ có thể ở nơi này nghênh đón một cái người ngoại lai. Xem ra, Huyền Nguyệt Tông ở thời đại thượng cổ, không bình thường à. Cái này đấu võ đại hội, có thể so mình tưởng tượng càng không đơn giản. Diệp Thần theo phần thạch, đi tới khoảng cách chỗ kia hang núi một chỗ không xa khu dân cư, cái này khu dân cư,
nhìn như vô cùng là nguyên thủy, nhà đều là dùng một ít đá lớn tùy ý xây dựng. Mà bộ lạc cường giả, cũng lớn nhiều và phần thạch như nhau, ăn mặc gia thú, lúc này thấy rất rõ ràng cùng người khác bất đồng Diệp Thần, không khỏi cũng ném tới ánh mắt tò mò. Rất hiển nhiên, bọn họ tổ tiên hẳn là luyện thể man tộc một loại. Có người nghị luận, người này là ai à? Nhìn như tốt không giống nhau, là từ bên ngoài tới chứ? Người còn lại nói, hẳn là ngoại lai người dự thi chứ? Năm nay đấu võ đại hội muốn bắt đầu, dựa theo thông lệ, hàng năm đều sẽ có một cái người ngoại lai tham gia. Lúc trước người nọ cười nhạo nói, người ngoại lai, không thể nào, như thế yếu, cũng có thể tới đại biểu chúng ta phần thiên tộc tham gia đấu võ đại hội. Người còn lại nói, người không biết, nghe nói, những người ngoại lai này cũng là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, không thể giữ cảnh giới để phán đoán bọn họ chiến lực. Ta trước kia cũng gặp một lần từ bên ngoài đến người dự thi, người nọ, rõ ràng cho thấy đem cảnh giới áp chế ở hợp đạo đỉnh cấp, nhưng mà thằng nhóc này đâu? Hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên, căn bản cùng trước kia người ngoại lai, không cách nào như nhau. Một người khác lúc này cũng có chút nghi ngờ nói cái này. Ta thì không rõ lắm. Mà ở phía sau hai người, đột nhiên đi tới một cái thân ảnh cao lớn, từ hai người kia ở giữa đi ngang qua mà qua, vậy hai người thân cao vượt qua 2 mét, cả người bắp thịt. Nhìn như giống như nặng nề pho tượng phần thiên tộc tộc nhân, lại bị cái này bóng người cao lớn, dễ dàng đụng ngã xuống đất. Hai người kia đều là mặt hiện vẻ giận, vừa đứng lên liền muốn động thủ, có thể thấy rõ ràng người sau lưng khuôn mặt sau đó, nhưng động tác cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, là ngươi à, phần cuồng, ngại quá ngăn cản đến ngươi. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Phần thiên tộc tộc nhân, lại sẽ như vậy hướng đừng người nói xin lỗi. Hiển nhiên, người này để cho bọn họ vô cùng là sợ hãi. Mà bị gọi là phần cuồng nam tử, chính là một người nhìn qua chừng 20 tuổi, nhưng vô cùng là rắn chắc, mặt mũi cương nghị nam tử, hắn không có để ý vậy hai người nói xin lỗi nam tử, mà là ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Thần hình bóng nói. Một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên phế vật, lại vắt rớt ta tham gia đấu võ đại hội số người. Hắn xác định có cái này tư cách. Diệp Thần theo phần thạch, đi tới một nơi so với những nhà đá khác tinh xảo rất nhiều trong nhà. Trong nhà có một tấm trải không biết tên gia thú ghế ngồi ngồi một người cường tráng người đàn ông trung niên, ở hắn bên người, còn đứng 4 tên trẻ tuổi cao lớn phần thiên tộc tộc nhân. Phần thạch hướng về phía tên kia nam tử hành lễ nói, tộc trưởng, Huyền Nguyệt Tông người dự thi, ta đã mang tới. Phần thiên tộc tộc trưởng gật đầu nói, được, người đi xuống đi. Đồng thời đưa mắt quét về phía Diệp Thần. Diệp Thần tim chợt giật mình, không khỏi con ngươi co rúc lại. Người này rất mạnh, mình hấp thu cực phẩm canh kim sau đó, còn có thể một mắt sẽ để cho mình sợ hết hồn hết vía người, coi như không phải tinh khiếu cảnh võ giả, vậy không kém quá xa. Vậy người đàn ông trung niên cười nói, người tốt, ta là phần thiên tộc tộc trưởng phần thiên cương, vị này tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Diệp Thần thi lễ nói, vãn bối Diệp Thần, đại biểu Huyền Nguyệt Tông là phần thiên tộc xuất chiến, gặp qua tiền bối. Mà phần thiên cương bên cạnh 4 tên nam tử nghe vậy, đều là mặt hiện khinh miệt vẻ châm chọc, cái này Huyền Nguyệt Tông có phải là không có người có thể phái tới. Lại phái cái hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên phế vật tới và mình các người cùng chung đại biểu phần thiên tộc, thật là cho phần thiên tộc mất thể diện. Cũng không biết tộc trưởng là nghĩ như thế nào, lại vẫn thật muốn mang hắn đi tham gia đấu võ đại hội. Phần thiên cương cười nói, rất tốt. Hy vọng ngươi có thể là ta phần thiên tộc lấy được một cái háo danh lần, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền lên đường, đi đấu võ đại hội cử hành chi địa đi. Diệp Thần cũng nhìn thấy vậy mấy tên phần thiên tộc người dự thi vẻ khinh thường, bất quá nhưng không có để ý, dù sao lập tức, hắn liền sẽ dùng thực lực chứng minh cho những người này xem, mình, mới là người mạnh nhất. Dẫu sao, hắn chuyến này, nhất định phải bước vào thiên trì. Bất quá! Làm phần thiên cương đi ra nhà đá lúc đó, một cái thanh âm tùy tiện, nhưng vang vọng liền toàn bộ thiên lôi bộ lạc. Cái này cái rác dưới dựa vào cái gì đại biểu ta phần thiên tộc xuất chiến. Một người chàng trai bóng người, xuất hiện ở phần thiên cương đám người trước người, chính là phần cuồng. Phần thiên tộc các tộc nhân, cũng khó có thể tin nhìn phần cuồng, đây chính là tộc trưởng à. Trong tộc người mạnh nhất. Phần cuồng thằng nhóc này lại dám ở tộc trưởng trước mặt ồn ào náo động.
Phần Thiên Cương lạnh lùng nhìn lướt qua Phần Cuồng, không mang theo cảm tình nói, Phần Cuồng, người đây là, đang chất vấn quyết định của ta sao? Trong một cái chớp mắt này, một cổ băng hàn sát ý, bao phủ toàn bộ Phần Thiên Tộc, phần lớn Phần Thiên Tộc tộc nhân, đều bắt đầu run rẩy. Tộc trưởng đại nhân, tức giận. Tộc trưởng cơn giận, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Mà Phần Thiên Cương sau lưng bốn người, lại là ngay tức thì mặt liền biến sắc, đồng thời quỳ xuống Phần Thiên Cương trước người nói. Mời tộc trưởng bớt giận, Phần Cuồng thằng nhóc này từ nhỏ liền đầu óc có vấn đề, xin tộc trưởng xem ở hắn cũng là vì ta Phần Thiên Tộc mặt mũi mới làm ra vô lễ cử động lên, tha hắn một mạng. Cái này bốn người, là Phần Thiên Tộc trẻ tuổi trong đồng lứa, xuất sắc nhất bốn tên tộc nhân, Phần Thiên Tộc tộc nhân bây giờ, mặc dù thường xuyên so tài, nhưng là lẫn nhau bây giờ cảm tình đều rất tốt. Đặc biệt là cường giả cùng cường giả bây giờ. Phần Cuồng mặc dù liều lĩnh, nóng nảy, nhưng là thực lực nhưng là không cho phép nghi ngờ. So với bọn họ trong bốn người thực lực xếp hạng thứ tư người nọ, cũng chỉ yếu một chút xíu mà thôi, thậm chí Phần Cuồng còn có thể chiến thắng người nọ. Cho nên so với Diệp Thần, bọn họ cũng cho rằng, Phần Cuồng mới thật sự là thích hợp đại biểu Phần Thiên Tộc xuất chiến vị thứ năm người dự thi. Lúc này, bọn họ mặc dù trong lòng trách cứ Phần Cuồng quá lỗ mãng, lại dám trước mặt ngăn lại tộc trưởng, nhưng là, bọn họ trong lòng, nhưng lại không hẹn mà cùng là Phần Cuồng khen ngợi. Bởi vì Phần Cuồng, nói ra bọn họ lời muốn nói. Đây mới là kiêu ngạo Phần Thiên Tộc nên có thái độ. Một cái linh võ đại lục tông môn con kiến hôi, tại sao có thể đại biểu bọn họ thượng cổ cường giả hậu duệ? Phần Cuồng hung tợn nhìn lướt qua Diệp Thần, rồi sau đó quỳ xuống nói, xúc phạm tộc trưởng, tội đáng chết vạn lần, nhưng là, cho dù chết, ta cũng yêu cầu tộc trưởng cho ta một cái người khiêu chiến người ngoại lai cơ hội. Nếu không, cho dù như vậy còn sống, ta cả đời, vậy sẽ không cam lòng. Chúng ta là Phần Thiên hậu nhân, chúng ta trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ máu cường giả mạch. Ta không phục, không phục cái này ngoại lai con kiến hôi, chính là hỗn nguyên cảnh, có cái gì tư cách. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt, hoàn toàn không có một tia nhượng bộ ý. Vậy bốn tên Phần Thiên Tộc người dự thi cả kinh, lại giống vậy thỉnh cầu nói, cầu tộc trưởng cho Phần Cuồng một cái cơ hội. Phần Thiên Cương thấy vậy, cũng không khỏi trầm mặc chốc lát. Dẫu sao đây là bọn họ tộc và Huyền Nguyệt Tông ước định. Mà ngay lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên nói, đã như vậy, đốt tộc trưởng không bằng cho hắn một cái cơ hội, ta nếu là thua, chủ động buông tha Phần Thiên Tộc người dự thi vị trí, đốt tộc trưởng không cần phải lo lắng Huyền Nguyệt Tông truy cứu. Phần Thiên Cương nghe vậy, có chút bất ngờ quét Diệp Thần một mắt, nhưng hơn nữa bất ngờ, nhưng là những thứ khác Phần Thiên Tộc tộc nhân. Vậy bốn tên Phần Thiên Tộc người dự thi, lại là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, thằng nhóc này, lại đồng ý. Xem ra hắn không chỉ có yếu, còn rất ngu. Bọn họ bốn người ở tộc trưởng bên người, không tốt nói gì, có thể những thứ khác Phần Thiên Tộc tộc nhân, nhưng không nhịn được nghị luận. Cái gì, phế vật này người ngoại lai lại đón nhận Phần Cuồng khiêu chiến? Ta không nghe lầm chứ? Ha ha ha, thằng nhóc này, khẳng định sẽ chết được rất thảm, Phần Cuồng chiến đấu, cho tới bây giờ không biết đúng mực. Vốn là dựa vào tộc trưởng che chở. Hắn còn có thể tham gia đấu võ đại hội, lại tự tìm chết. Xem ra phế vật này, không có tự mình hiểu lấy à. Phần Cuồng, thật tốt dạy bảo hắn, để cho những người ngoại lai này, thấy rõ chúng ta Phần Thiên Tộc thực lực. Phần Thiên Cương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rốt cuộc nói, được rồi, Phần Cuồng, sẽ để cho ngươi và Diệp Thần tỉ thí một chàng, người thắng, có thể đại biểu ta Phần Thiên Tộc xuất chiến. Đồng thời, hắn ở Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, xin ngươi hãy nể tình ta, lưu cái này ngốc nghếch một mạng. Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn lướt qua Phần Thiên Cương, cái này người đàn ông trung niên lại nhìn thấu mình thực lực. Bất quá vẫn cười nói, tộc trưởng không cần lo lắng. Phần Cuồng nghe vậy, cuồng tiếu đứng dậy, mà Diệp Thần, vậy từ Phần Thiên Cương sau lưng đi ra. Phần Thiên Tộc các tộc nhân, tự giác là hai người chống ra một khối sân. Phần Cuồng đi tới Diệp Thần trước mặt, vô cùng là khinh thường nhìn hắn nói, phế vật, ngươi yên tâm đi, ngươi khỏe ngạt coi như là Phần Thiên Tộc quý khách, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói, vừa vặn, nếu các ngươi tộc trưởng yêu cầu, ta vậy sẽ không giết ngươi. Phần Cuồng nghe vậy,
Trán gân xanh đột nhiên nổ lên, cực độ lạnh như băng nói, đến lúc này, ngươi còn muốn trang bị đi không? Ta đây là rất bội phục ngươi dũng khí. Nhưng là, có mấy lời, không thể tùy tiện nói, ngươi có biết hay không? Ngươi cái miệng này bên trong phun ra lời nói dối, đối với ngươi mà nói có thể không có vấn đề, đối với ta mà nói, nhưng là đối với ta, đối với phần thiên tộc, đối với chúng ta tộc trưởng làm nhục. Hắn dừng lại một chút, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, làm nhục ta phần thiên tộc người, tất lấy máu thử chi. Ngay tức thì, phần cuồng toàn thân hơi thở không giữ lại chút nào bộc phát ra. Phần cuồng, 20 tuổi, tu vi hợp đạo cảnh tầng 7 thiên. Nhưng, hắn hơi thở nhưng xa so thông thường hợp đạo cảnh tầng 7 thiên vũ người nặng hơn, đủ để tương đương hợp đạo cảnh tầng 9 thiên vũ người. Diệp Thần trên mặt, lộ ra một tia lãnh đạm mỉm cười, đây chính là, phần thiên tộc thiên tài thực lực sao. Đồng thời, ở phần cuồng dưới khí tức, bình tĩnh mở miệng nói, ta nói, bất quá là sự thật mà thôi. Nốt cuồng tiếu, đôi mắt ứ máu, cực kỳ tức giận cười, hắn gầm hét lên, được, rất tốt, thằng nhóc, người thật là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, lưu ta một mạng. Hy vọng ngươi có thể làm được. Bây giờ, ngươi ra tay đi, ta sẽ để cho ngươi là ngươi đã nói mỗi một chữ, cảm thấy hối hận. Diệp Thần nhưng lơ đễnh nói, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Thần lời vừa nói ra, trừ phần thiên cương, tất cả phần thiên tộc tộc nhân, đều là sững sốt một chút, tiếp theo, mặt hiện vô cùng là vẻ giận dữ, để cho phần cuồng xuất thủ trước. Cái này Diệp Thần cũng quá sắp xếp chứ. Một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên giác dưới, lại để cho hợp đạo cảnh hậu kỳ phần cuồng xuất thủ trước. Đây hoàn toàn là không đem bọn họ phần thiên tộc coi ra gì. Phần cuồng lại là điên cuồng cười to, cả thân gân xanh cũng đang nhảy nhót. Hắn hoàn toàn bị chọc giận, người ngoại lai này lại như vậy khinh thị hắn. Hắn thề, phải đem Diệp Thần tứ chi, trực tiếp xé ra tới, để tiết mối hận trong lòng. Phần cuồng hướng về phía Diệp Thần giận dữ hét, các ngươi những người ngoại lai này, bất quá là dựa vào có so chúng ta nơi lánh đời hơn nữa tân tiến công pháp, vũ khí, võ. Đối với các ngươi những thứ này mượn ngoại lực, bản thân nhỏ yếu phế vật, ta cho tới bây giờ đều là xem thường. Nhưng là, những cái kia ngoại lực, vừa có thể đền bù nhiều ít thực lực chênh lệch đâu. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là không cách nào vượt qua vực sâu. Cái gì, gọi là tuyệt vọng. Theo tiếng gầm gừ, phần cuồng thân thể, ngay tức thì ứ máu, cả người cự lực bùng nổ, dưới chân đất đai vỡ vụn, phần cuồng lại là giống như đạn đại bác vậy bắn về phía Diệp Thần. Hắn tay phải bắp thịt điên cuồng bành trướng, cũng cùng ứ máu đỏ bừng ra thịt ngược lại. Phơi bày ra một loại nham thạch vậy màu xám trắng, hắn cổ túc cả người lực lượng, ở tốc độ cùng khí thế đạt tới đỉnh cấp lúc đó, một quyền hướng Diệp Thần đánh. Một quyền này, tốc độ đã đạt tới trình độ cao nhất, thật là khó có thể tưởng tượng. Mà ở phần cuồng ra quyền đồng thời, Diệp Thần lại đứng tại chỗ không có bất kỳ phản ứng, tựa như căn bản không có vậy. Phần cuồng khóe miệng vểnh lên, mặt hiện vẻ dữ tợn, âm thầm nói, thằng nhóc. Đây chính là ngươi ẩm ỉ vốn sao. Thật là quá làm cho ta thất vọng, có thể đừng chết à, nếu không, ta cũng không pháp và tộc trưởng giao phó. Ầm một tiếng vang thật lớn. Một quyền này, lại vững chắc, đánh vào Diệp Thần trên ngực, Diệp Thần cả người, bị phần cuồng một quyền này đánh được tốc độ cực nhanh đổ bay ra, hung hăng đụng ở xa xa trên một ngọn núi lớn, tựa hồ, đúng ngọn núi lớn, cũng lay động một cái. Phần thiên cương thấy vậy. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Phần cuồng một quyền này, rất xuất sắc. Mà ở phần cuồng đánh bay Diệp Thần sau đó, phần thiên tộc bên trong, bạo phát ra kinh thiên động địa ủng hộ. Tất cả phần thiên tộc tộc nhân, đều ở đây quát to trước phần cuồng tên chữ. Mà phần cuồng, thì giơ lên thật cao mình quả đấm, trên mặt, mang vô cùng kiêu ngạo nụ cười. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, phần cuồng nụ cười, đọng lại. Bởi vì, một cái thanh âm, ở phần thiên tộc bên trong vang vọng, Diệp Thần thanh âm. Ngươi lực lượng, cũng chỉ có như vậy mà thôi sao? Yên tĩnh như chết. Phần thiên tộc các tộc nhân, ngay tức thì yên tĩnh lại. Diệp Thần từ từ đi trở về vị trí cũ, hắn trên gương mặt, mang một tia khinh thường nụ cười, liếc phần cuồng nói. Ngươi nói chúng ta chỉ là mượn ngoại lực phế vật, ta mới vừa rồi, cũng không có mượn công pháp, võ. Vũ khí à,
mà để cho ngươi dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng, cũng quá để cho ta thất vọng chứ. Ta đứng không nhúc nhích, ngươi vậy không đả thương được ta chút nào, chỉ như vậy cũng xứng kiêu ngạo. Đây chính là phần thiên tộc tôn nghiêm. Diệp Thần sở dĩ không có ra tay. Chính là bởi vì, hắn muốn xem cái này lực lượng vi tôn phần thiên nhất tộc huyết mạch, và hắn bất hủ thần thể so sánh. Ai hơn mạnh? Rất hiển nhiên, hắn bất hủ thần thể xa xa mạnh hơn phần thiên nhất tộc huyết mạch. Giờ phút này, tất cả phần thiên tộc người, cặp mắt đều đã ứ máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, khuất nhục. Bọn họ từ Diệp Thần trong giọng nói, cảm thấy sâu đậm khuất nhục. Nhưng là, bọn họ nhưng không cách nào phản bác, bởi vì, Diệp Thần, quả thật không có bị thương. Hắn lại nhận chịu phần cuồng một kích toàn lực, mà không chút tổn hao nào. Mà lúc này phần cuồng, thì hoàn toàn mất đi lý trí. Phần cuồng trong miệng, phát ra một tiếng không thuộc về mình gào thét, tiếp theo, hắn toàn thân đều hiện lên ra quỷ dị huyết quang, hắn cặp mắt, thì ngay tức thì đỏ tươi một phiến. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, khó khăn nói, ngươi, đừng, cho ta, chết. Toàn thân hắn hơi thở, lại lần nữa tăng cường. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, phần cuồng lực lượng, trở nên mạnh mẽ. Lại tản mát ra hơi để cho hắn kinh hãi hơi thở. Bất quá, phần cuồng hiển nhiên cũng không cách nào hoàn toàn khống chế phần lực lượng này, hắn hành động trở nên chậm. Vậy bốn tên phần thiên tộc người dự thi thấy vậy, đều là sắc mặt đột biến, đây là chỉ có phần cuồng có thể thi triển độc môn bí tịch, thiên vẫn. Bất quá, phần cuồng nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế thiên vẫn dưới trạng thái thân thể, đưa đến hành động đổi được chậm chạp. Cho nên, cho dù phần cuồng sử dụng thiên vẫn trạng thái, cũng không phải bọn họ đối thủ. Nhưng là, bọn họ nhưng không ai, vì vậy khinh thị phần cuồng, bởi vì, so với phần cuồng tốc độ trở nên chậm, hắn lực lượng, lại có cực lớn tăng lên. Bọn họ bốn người, cũng không có lòng tin chính diện tiếp thiên vẫn dưới trạng thái, phần cuồng nhất kích. Đây là, thiên vẫn dưới trạng thái phần cuồng, phát ra như dã thú gào thét, xông về Diệp Thần, hắn tự như không cách nào khống chế thân thể vậy, động tác vô cùng không cân đối, nhưng là, cái này không cân đối thân thể bên trong, chỉ có một nơi vị trí, vẫn còn ở phần cuồng dưới sự khống chế. Đó chính là, quyền của hắn. Phần cuồng quyền, vẫn là vững như vậy định, không có một tia dị thường. Bất quá, tất cả mọi người ánh mắt, cũng lóe lên một chút ảm đạm, phần cuồng quyền rất mạnh, không có gì sánh kịp mạnh, nhưng là, không đủ nhanh. Lấy Diệp Thần có thể chống cự phần cuồng một quyền biểu hiện, hắn thực lực chắc không kém, một quyền này, chắc hẳn rất khó đánh trúng Diệp Thần. Mạnh đi nữa quyền, không đánh trúng, cũng chưa có dùng. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, đối mặt thiên vẫn trạng thái phần cuồng, Diệp Thần, vẫn là giống nhau trước như vậy, không nhúc nhích tí nào. Tất cả phần thiên tộc người, đều là mặt lộ mừng như điên. Bỏ mặc Diệp Thần là tốc độ quá chậm không cách nào né tránh cũng tốt, vẫn là hắn quá mức ngạo mạn không muốn né tránh cũng tốt, hắn, đều phải vì vậy mà trả giá thật lớn. Phần cuồng một quyền này, chỉ cần đánh chúng, đừng nói Diệp Thần một cái hỗn nguyên cảnh võ giả, chính là vậy hợp đạo cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp, thậm chí nửa bước tạo hóa võ giả, đều không cách nào ngăn cản. Ầm một tiếng, một quyền này, lần nữa, vững chắc đánh vào Diệp Thần trên thân hình. Một quyền này, không có lại đem Diệp Thần oanh bay, mà là một quyền dưới, đánh được Diệp Thần lui về phía sau một bước mà thôi. Nổ dưới, mặt đất chấn động, vạn trượng bụi mù cuồn cuộn đi. Diệp Thần chung quanh lại hình thành hình một người hố to. Sâu không thấy đáy. Phần cuồng thô trọng thở hào hển, rất ngồi ở đất, một kích này, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, bất quá, hắn còn miễn cưỡng duy trì thiên vẫn trạng thái, chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy hố sâu. Trong sân, vang lên lần nữa sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ, phần cuồng, vậy dần dần yên lòng, nhìn cái hầm kia động cười lạnh nói. Thằng nhóc, bây giờ, người biết làm nhục ta phần thiên tộc, làm nhục ta giá cao chứ? Đồng thời hắn trong lòng thầm nghĩ muốn, một quyền này sẽ không đem cái này người ngoại lai đánh chết chứ? Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, mình một quyền, có thể dễ dàng như vậy đánh trúng Diệp Thần, tựa như Diệp Thần tự nguyện chịu đựng hắn công kích vậy. Phần cuồng lắc đầu một cái, điều này sao có thể?
Thiên vẫn trạng thái nhất kích, có gì hắn uy thế kinh khủng, cho dù chính hắn ở trên trời vẫn dưới trạng thái lực phòng ngự cực cao, cũng không dám đón đỡ mình một kích. Vậy bốn tên người dự thi, càng là để cho ồn ào nói, thằng nhóc này. Thật là sống nên, trước như vậy phách lối, bây giờ thế nào? Ha ha ha, nói chuyện cũng tốt, phần cuồng cũng có thể đại biểu ta phần thiên tộc xuất chiến, mà không phải là cái đó người ngoại lai. Hắn sẽ không chết chứ? Trước không phải nói gì, người lực lượng chỉ như vậy, rất cuồng sao? Bây giờ không nói ra được. Có thể chẳng ai nghĩ tới, ngay tại lúc này, trong hố sâu vang lên lần nữa Diệp Thần thanh âm. Không sai, bất quá muốn đánh bại ta, vẫn là quá nhẹ, đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất liền chứ. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người, nụ cười đọng lại. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Làm sao có thể? Người ngoại lai này cứng rắn ăn thiên vẫn trạng thái phần cuồng nhất kích, lại, còn có thể mở miệng. Đây là người sao? Liền liền lấy thân thể mạnh mẽ nổi danh yêu thú, cũng không có Diệp Thần lực phòng ngự như thế khủng bố chứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở phần cuồng trước người, một cước đá ra. Trước mắt mọi người một hoa, lại cơ hồ không cách nào thấy rõ Diệp Thần động tác. Diệp Thần tốc độ, lại nhanh như vậy. Thời gian pháp tắc ra chỉ hạ. Phần cuồng lại coi là cái gì? Hiển nhiên, mới vừa rồi Diệp Thần là cố ý chịu đựng phần cuồng công kích, cũng không phải là không tránh khỏi. Mà một khắc sau, ầm một tiếng, so với trước đó hơn nữa to lớn nổ vang. Phần cuồng thân thể, bị Diệp Thần nhìn như tùy ý một cước, lại trực tiếp đá bay, bay hướng trời cao chỗ. Mà đang bị đá trúng ngay tức thì, phần cuồng thân thể liền tuôn ra một đoàn xương máu, hiển nhiên, hắn bị trọng thương. Cái này còn là hắn ở trên trời vẫn dưới trạng thái à? Diệp Thần không chỉ là lực phòng ngự, liền lực lượng, vậy lớn mạnh như vậy sao? Bọn họ cảm ứng được rõ ràng, Diệp Thần cái này một chân, không có dùng võ, binh khí, hoàn toàn là bằng thân xác lực lượng đá ra. Phần thiên tộc mọi người, trên mặt toàn bộ hiện ra xấu hổ vẻ, phần thiên nhất tộc dẫn lấy làm hãnh diện thân thể lực lượng, lại, cứ như vậy bị Diệp Thần nghiền ép. Mà mình, ban đầu còn cầm Diệp Thần làm rác dưới. Đây là ngu xuẩn dường nào à? Diệp Thần mây thưa gió nhẹ đứng trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ta nhận chịu ngươi hai chiêu, bây giờ, đến ta. Hắn xem đều không xem đã bị đá bay phần cuồng, liền đi phần thiên cương bên người đi tới. Hắn rất rõ ràng, phần cuồng đã không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Nhất kích, đủ để đem phần cuồng hoàn toàn đánh sụp. Thật ra thì, phần cuồng lực lượng, quả thật rất mạnh, Diệp Thần mới vừa rồi, bị thiên vẫn dưới trạng thái phần cuồng công kích, cho dù hắn có bất hủ thần thể, bằng vào thể xác chống cự, nhưng vậy có chút miễn cưỡng. Nhưng là, ở phần cuồng đánh trúng hắn lúc đó, trong phảng phất, Diệp Thần có một tia hiểu ra, đó là, đối với lực cảm ngộ. Ở trong nháy mắt, Diệp Thần linh lực, bắp thịt, quỷ dị vận động, lại đem phần cuồng nhất kích lực, phân tán triệt tiêu, hóa giải được mấy thành. Lúc này mới bình yên vô sự nhận chịu phần cuồng nhất kích, bất quá, còn là bị chút ít tổn thương. Dẫu sao hắn mới vừa nắm giữ bất hủ thần thể. Mà hắn ra chân lúc đó, mặc dù không phải là tận lực làm, vậy theo bản năng, đi theo vậy tơ cảm ngộ, điều chỉnh lực lượng. Đánh trúng phần cuồng trong nháy mắt. Hắn liền xác định, phần cuồng, không đỡ được. Mà phần thiên cương lúc này, nhìn Diệp Thần ánh mắt, quả thật thành tựu xuất sắc liền liền. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần mạnh đến như vậy trình độ, ở hỗn nguyên cảnh chạm một tia quy luật lực, mặc dù còn rất không lưu loát, nhưng vậy đủ nghịch thiên. Hơn nữa sao chịu được so yêu thú cường độ thân thể, thiên phú này, chân thực quá yêu nghiệt. Tiếp theo, hắn thu hồi ánh mắt. Khẽ thở dài một tiếng, phần cuồng vậy rất xuất sắc. Thậm chí, cho hắn thời gian, hắn có thể vượt qua bây giờ xếp hạng thứ nhất người dự thi, trở thành phần thiên tộc ưu tú nhất trẻ tuổi một đời, nhưng là, so với Diệp Thần, vẫn là kém xa. Một khắc sau, phần thiên cương bóng người chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lại, tay xách hấp hối phần cuồng, hắn khoát tay, cho ăn phần cuồng một bụi dược thảo, liền đem hắn ném tại chỗ. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét qua phần thiên tộc mọi người, mở miệng nói, còn có người không phục Diệp Thần sao? Ta cho phép các ngươi khiêu chiến hắn. Tĩnh mịch, không có người nào mở miệng.
Tất cả phần thiên tộc người cũng cúi đầu, bọn họ mặc dù hãn dũng, nhưng là không hề ngu xuẩn, bọn họ biết, mình bây giờ đi khiêu chiến Diệp Thần, chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng là, trong mắt của bọn họ thiêu đốt, là ý chí chiến đấu. Diệp Thần rất mạnh, rất nghịch thiên. Nhưng là Diệp Thần mạnh, lại không có phá hủy phần thiên tộc các tộc nhân lòng, mà là kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Đây là một cái không chịu khuất phục huyết mạch. Phần thiên cương thấy vậy, lộ ra vẻ mỉm cười, cái kết quả này, và hắn dự liệu như nhau. Diệp Thần cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái này phần thiên cương nhìn như dũng mãnh, nhưng thực nhưng tài trí hơn người, lại mượn mình, khích lệ liền toàn bộ bộ tộc. Phần thiên cương đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, một đầu thân hình vô cùng to lớn, cả người như thép dòng vậy hắc vũ lớn ưng từ chân trời bay tới, thoáng qua gian, liền dẫn một cổ gió lớn, rơi vào phần thiên cương trước người. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, cái này lớn ưng mang theo gió lớn, lại để cho chân hắn bước hơi đung đưa, đồng thời đầu này lớn ưng cả người tản ra hơi thở, giống vậy sâu không thấy đáy, lại là một đầu đội bộ phận thượng cổ huyết mạch yêu thú. Thậm chí có một phần nhỏ là linh hoàng huyết mạch. Nhưng lúc này, cái này lớn ưng lại tựa như thú cưng vậy, thân mật dùng đầu cọ trước phần thiên cương bàn tay. Phần thiên cương sờ một cái lớn ưng đầu, liền quay đầu đối với Diệp Thần cùng người cười nói, ngồi vào đại hắc trên lưng đi, đấu võ đại hội hội trường cách phần thiên tộc vẫn có chút khoảng cách, để cho đại hắc đưa chúng ta đã qua. Vậy mấy tên phần thiên tộc người dự thi, đều có chút hoảng không tiến lên. Đây chính là cực kỳ kinh khủng yêu thú à. Mặc dù bọn họ rõ ràng, phần thiên cương đã đem cái này lớn ưng thu phục, nhưng là, bước chân vẫn là khó tránh khỏi có chút chần chờ. Diệp Thần cười một tiếng, dẫn đầu ngồi vào vậy lớn ưng trên lưng. Vậy lớn ưng có chút không vui, vốn định đánh văng ra Diệp Thần, nhưng là duyên dáng liếc một cái, nhưng là cảm giác được cái gì. Cuồng vọng trong mắt xuất hiện một màn sợ hãi. Đây là đối với Diệp Thần sợ hãi. Dẫu sao Diệp Thần có thể và linh hoàng nhất tộc quan hệ chặt chẽ. Cái này mang một chút xíu hơi thở lớn ưng ở hắn trong mắt, lại coi là cái gì. Một màn này, tự nhiên bị phần thiên cương chú ý tới, hắn sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, không nói thêm gì nữa. Sợ rằng cái này Huyền Nguyệt Tông tới đệ tử, xa so với trước đó còn muốn không bình thường à. Những thứ khác mấy người thấy vậy. Vậy lập tức ngồi lên lưng chim ưng, bọn họ cũng không muốn bại bởi người ngoại lai này. Có Diệp Thần ở đây, lớn ưng ngược lại là không có đối với những người khác động thủ. Lúc này, phần thiên cương cưỡi cái này lớn ưng, phóng lên cao, hướng đấu võ đại hội hội trường đi. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông ngoài ngàn dặm, một cái bông tuyết hang động. Hang động bên trong tràn ra từng cơn khủng bố khí lạnh, để cho người nhìn mà sợ. Mà băng động ra, đứng một cái cả người quần áo trắng, khí chất băng hàn thiếu nữ khăn che mặt. Cung chủ, người thật muốn đi vào sao? Người lấy được truyền thừa, thực lực cũng đủ rồi đi, lại vào đi, nguy hiểm liền quá lớn. Thời kỳ thượng cổ, chỗ này là tuyệt hàn đế cung cấm địa, đã bị phong ấn, đã nhiều năm như vậy, không có ai biết bên trong có vật gì. Vạn nhất, thiếu nữ khăn che mặt bên cạnh Bạch Nhi mở miệng nói. Nàng lo lắng Ngụy Dĩnh. Nàng đi theo Ngụy Dĩnh đã hồi lâu, cũng coi là nhìn Ngụy Dĩnh từ không tới có, nàng mong đợi Ngụy Dĩnh xây lại tuyệt hàn đế cung huy hoàng. Nhưng mà trước mắt bông tuyết hang động, thật không đơn giản. Cái khăn che mặt xuống Ngụy Dĩnh mắt đẹp đông lại một cái, vô cùng kiên quyết, Bạch Nhi, có một số việc, người không hiểu. Ta mặc dù đón nhận truyền thừa, nhưng là cùng những người đó so với chênh lệch quá xa. Ta bây giờ vì sao không dám đem tuyệt hàn đế cung nói cho linh võ đại lục mọi người? Chính là sợ những người đó. Ban đầu tuyệt hàn đế cung bị rất nhiều thế lực cao cấp tiêu diệt, tất nhiên có không thể cho người biết bí mật. Điều bí mật này kết quả là cái gì, liền vị kia vậy không biết. Bạch Nhi nghe được những lời này, rơi vào trầm tư, hồi lâu nói, cung chủ, ta có thể hỏi một vấn đề riêng sao? Ngụy Dĩnh nhìn lướt qua Bạch Nhi, gật đầu một cái. Bạch Nhi cũng không nói nhảm, nói thẳng, cái đó Diệp Thần, người tại sao phải hắn đi thiên trì? Cái này thiên trì là thượng cổ cường giả lưu lại cái đó thiên trì sao? Ngụy Dĩnh mảnh khảnh hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn bông tuyết hang động chỗ sâu. Hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm,
ta thấy được một ít thứ, rất mơ hồ. Đó là linh võ đại lục tương lai. Mà đây cái tương lai, có Diệp Thần bóng dáng. Lúc đó Diệp Thần liền tại ngày đó ao bên trong. Trong thiên chỉ Diệp Thần, tựa hồ sinh ra hơi thở, để cho ta cảm giác sợ hãi. Bỏ mặc tốt xấu xa, ta hy vọng hắn đi. Nghe được câu này, Bạch Nhi gương mặt ngay tức thì thương trắng. Nàng nhưng mà biết bây giờ Ngụy Dĩnh thực lực. Không chỉ thực lực, Ngụy Dĩnh vẫn là đã từng thượng cổ đệ nhất thế lực Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ. Như vậy tồn tại, sẽ có đồ để cho nàng sợ hãi. Vậy Diệp Thần, chẳng lẽ mình thật nhìn lầm? Đi thôi, Bạch Nhi, ta ngược lại là phải xem cái này cấm địa bên trong, để lại cho ta Tuyệt Hàn Đế cung đồ, còn có nhiều ít. Có lẽ, đây chính là ta bước lên linh võ đại lục đỉnh cấp vốn. Thanh thơm thổi qua, Ngụy Dĩnh chỉ như vậy bước vào bông tuyết hang động chỗ sâu. Một phiến hắc ám. Không có ai biết chỗ sâu có cái gì. Nơi lánh đời. Ở cách phần thiên tộc có đoạn khoảng cách lửa trời tộc bên trong, Huyền Nguyệt Tông Chu Duyên và một người lửa trời tộc tộc nhân, đang một nơi tĩnh lặng chi địa trò chuyện với nhau. Chu Duyên cười nói, Triệu Khôi huynh, lại gặp mặt, năm nay, quả nhiên ngươi vẫn là phải tham gia đấu võ đại hội. Triệu Khôi nhìn chằm chằm Chu Duyên, vậy lộ ra vẻ mỉm cười nói, làm sao, lại có người muốn ta giúp ngươi xử lý. Ở lần trước đấu võ đại hội bên trong, Chu Duyên, cũng là lửa trời tộc người dự thi, vậy Huyền Nguyệt Tông đệ tử truyền tống đến cái này nơi lánh đời, giống nhau người, là sẽ truyền tống đến giống nhau bộ tộc, cho nên Chu Duyên tin tưởng, lần này, hắn vẫn sẽ đến lửa trời tộc. Vậy tham gia đấu võ đại hội, là cấm hạ tử thủ, nhưng là, có lúc khó tránh khỏi có phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá, cùng là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nếu như bị thương đồng môn tánh mạng, vẫn còn là sẽ gánh vác đặc biệt to lớn hậu quả. Chu Duyên hiển nhiên không muốn như vậy, nhưng mà, có vài người, nhưng nhất định phải chết. Ví dụ như, Diệp Thần. Cho nên, lần trước hắn tìm được Triệu Khôi, nơi lánh đời người, lớn đều có một loại bộ tộc vinh dự. Giống như là sẽ không tiếp nhận giao dịch cố ý giết chết những thứ khác đấu võ đại hội người dự thi. Bởi vì, đây là đối với thần thánh đấu võ đại hội làm nhục. Nhưng là trong này dĩ nhiên cũng có nguyện ý vì lợi ích, vứt bỏ vinh dự người, Chu Duyên lần đầu tiên thấy Triệu Khôi lúc, liền xác định, đối phương là người như vậy. Bởi vì, Triệu Khôi và hắn tản ra giống nhau mùi. Hơn nữa, Triệu Khôi thực lực, vô cùng cường đại. Là lửa trời trong tộc, thế hệ trẻ người mạnh nhất. Là một cái đặc biệt hoàn mỹ đối tượng hợp tác. Cuối cùng, ở hắn hướng dẫn từng bước dưới, Triệu Khôi đáp ứng hắn yêu cầu, đang cùng một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử trong chiến đấu, đem đối phương giết chết. Chỉ cần vi phạm vinh dự một lần, vinh dự, liền càng ngày càng giá rẻ. Ở lần trước trong giao dịch, Triệu Khôi lấy được một kiện huyết mạch nội giáp. Ở nơi này nơi lánh đời là vật cực kỳ hi hãn. Rất nhiều nơi lánh đời người, đối với binh khí và ngoại vật hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ quan tâm là lực lượng cùng với huyết mạch. Chỉ là nghiền chết một con kiến, liền được khổng lồ như vậy chỗ tốt. Triệu Khôi ước gì Chu Duyên đến tìm hắn giao dịch. Chu Duyên nhìn Triệu Khôi tham lam khuôn mặt, cười một tiếng, lấy ra một chuôi hơi thở bất phàm linh diều, ném cho Triệu Khôi nói, đây là một chuôi đến gần thời không chi binh linh diều, ta xài cực kỳ lớn giá phải trả mới lấy được. Trước cho ngươi, nếu như ngươi thành công giết người nọ, ta người sau lưng sẽ lại cho ngươi một kiện thời không chi binh. Triệu Khôi nhận lấy chuôi này linh diều, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, yêu thích không buông tay vuốt ve diều thân, cười to nói, ha ha ha, Chu huynh yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Duyên gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Vốn là, có thể tham gia bí truyền đệ tử thực tập, phần lớn đều là tinh khiếu cảnh trưởng lão đệ tử. Mà Chu Duyên, thành tựu nửa bước tinh khiếu Triệu Bình đệ tử, có thể tham gia bí cảnh thực tập, nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú. Chu Duyên thiên phú rất tốt, cho dù ở Huyền Nguyệt Tông như vậy tông môn nhất lưu bên trong, vậy gọi là thiên tài chân chính, nhưng là, ở đệ tử chân truyền bên trong, Chu Duyên thiên phú, chỉ có thể coi là bên trong các loại. Hắn mặc dù có thể trở thành cái này bí cảnh thực tập người tham gia một trong, là bởi vì là, Triệu Bình hết sức giúp đỡ. Ở tài nguyên tu luyện lên, rất nhiều tinh khiếu cảnh trưởng lão đệ tử, đều không cách nào và Chu Duyên như nhau.
Cho nên, Chu Duyên thực lực, dần dần vượt qua những thứ khác đệ tử chân truyền, trở thành 10 tên bí cảnh người thực tập một trong. Bất quá, Chu Duyên cũng biết, mặc dù dựa vào tự mình hy sinh nhan sắc, lấy được Triệu Bình sủng ái, nhưng là, hắn biết, thời gian lâu dài, Triệu Bình đối với mình cảm tình, vậy sẽ từ từ hạ nhiệt. Cho nên, hắn tự mình nói, nhất định phải không ngừng thỏa mãn Triệu Bình, là Triệu Bình giải quyết để cho nàng khốn nhiễu vấn đề, không ngừng đạt được Triệu Bình tín nhiệm, khiến cho nàng hoàn toàn không thể rời bỏ mình. Chu Duyên trên khuôn mặt anh Tuấn, dần dần lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười. Những thứ này thượng cổ cường giả hậu duệ cùng ngăn cách ngoại giới quá lâu, linh dịu giá trị không rẻ, là có thể để cho đối phương vui vẻ không ngậm miệng lại được, đối phương nhưng vĩnh viễn sẽ không biết, là Triệu Bình giải quyết hết Diệp Thần sau đó, hắn có thể từ nàng trên mình đạt được biết bao to lớn chỗ tốt. Triệu Bình thậm chí có thể hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, trở thành hắn con rối. Diệp Thần, cái này mới vừa gia nhập Huyền Nguyệt Tông con kiến hôi, đánh cho tàn phế Triệu Bình hậu bối. Để cho Triệu Bình vô cùng oán hận, nhưng lại thúc thủ vô sách tồn tại, nếu như mình là Triệu Bình giết chết Diệp Thần, như vậy. Hắn Chu Duyên, không thể nghi ngờ sẽ trở thành là Triệu Bình trong suy nghĩ anh hùng. Cái này ngu xuẩn trưởng lão, đem sẽ hoàn toàn bị mình nơi chinh phục. Triệu Khôi đột nhiên chú ý tới cười được có chút biến thái Chu Duyên, lại vô hình địa cảm đến một hồi buồn nôn, ngây ngẩn nói, Chu Huynh, ngươi làm sao cười được bỉ ổi như vậy, như thế hèn hạ. Còn có một loại để cho người muốn ói cảm giác à. Chu Duyên thần sắc cứng đờ, thu hồi nụ cười nói, mau trở về đi thôi, tộc trưởng cũng nên dẫn chúng ta đi đấu võ đại hội hội trường. Đấu võ đại hội hội trường, ở nơi lánh đời nơi trung tâm. Lúc này, đã hội tụ không ít người, đều là một ít chạy tới xem đấu võ đại hội các tộc nhân. Mà ở đấu võ đại hội hội trường bầu trời, lơ lửng một viên to lớn tinh thạch, viên tinh thạch này. Là một đầu rưỡi bước tinh khiếu cảnh yêu thú, thiên hạng mục mãng con mắt thứ ba. Năng lực, là đem đấu võ đại hội thi đấu tình hình, truyền tống đến tất cả đại bộ tộc bên trong. Như vậy, cho dù chưa có tới đến hiện trường nơi lánh đời người, cũng có thể xem đúng trận đấu võ đại hội. Như vậy thượng cổ vật, cũng chỉ có nơi này mới có. Lúc này, một con to lớn hắc ưng, đáp xuống đấu võ đại hội phía sau, một nơi to lớn nhà đá trước. Phần Thiên Cương mang Diệp Thần các người, tiến vào nhà đá này bên trong. Diệp Thần vào nhà vừa thấy, trong nhà người không thiếu, nhìn qua các tộc người dự thi đã tới được thất thất bát bát. Mà để cho Diệp Thần chú ý, là trong nhà một người ngồi ở vị trí đầu vị trí, đôi mắt khép hờ, râu tóc tất cả trắng, vô cùng là to lớn ông già. Cái này ông lão hơi thở, lại so Phần Thiên Cương mạnh hơn. Xem ra, ông cụ này địa vị. Hẳn so các tộc trưởng cao hơn, cũng là cái này đấu võ đại hội người chủ trì. Diệp Thần các người đến sau không lâu, lại có mấy cái bộ tộc lục tục chạy tới. Tên kia ông già đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bén nhọn quét qua mọi người ở đây, cười cười nói, cái này giới đấu võ đại hội người dự thi, chất lượng ngược lại không tệ, cũng theo ta đi. Mọi người nghe vậy, rối rít đi theo ông cụ này, đi ra nhà đá. Nhưng lúc này, Diệp Thần lại nhíu mày. Cái này ông già, hoàn toàn không có đem bọn họ mang đi đấu võ đại hội hội trường chỗ ở phương hướng. Ông già mang mọi người đi tới một nơi ở vào dưới đất quảng trường khổng lồ bên trong, xoay người lại đối với nhiều người người cười nói, tốt lắm, vòng thứ nhất người dự thi tuyển chọn, đem ở chỗ này mở ra. Diệp Thần nhướng mày một cái, vòng thứ nhất người dự thi tuyển chọn. Đây là ý gì? Bọn họ không phải đã là các tộc người dự thi liền sao? Phần Thiên Cương ở Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói, cái gọi là vòng thứ nhất người dự thi tuyển chọn, phần lớn thời gian chỉ là một hình thức mà thôi, tuyển chọn chiến bên trong các tộc người dự thi có thể hướng tùy ý những bộ tộc khác người dự thi khiêu chiến. Thắng lợi sau này người thất bại đem mất đi đấu võ đại hội tư cách tham gia thi đấu, mà người thắng bộ tộc, giống vậy sẽ ở tài nguyên phân phối lúc gia tăng ưu thế. Cái này người dự thi tuyển chọn, có hai cái ý nghĩa, tới một cái. Đấu võ đại hội là nơi lánh đời hiếm có hội họp lớn, người dự thi trình độ chênh lệch quá lớn, lên trận thi đấu lúc quá mức khó khăn xem, ảnh hưởng các khán giả tâm trạng, vì tránh cho loại chuyện này, sẽ ở đây người dự thi tuyển chọn bên trong, đem một ít tên yếu đào thải hết. Thứ hai, cũng cho một ít có tự oán bộ tộc, một cái giải quyết thủ oán cơ hội, dẫu sao, ở đấu võ đại hội trong quá trình,
hai bên không nhất định có thể gặp phải, chúng ta phần thiên tộc, và những bộ tộc khác bây giờ không có thủ oán gì, vậy sẽ không có người hướng chúng ta khiêu chiến. Diệp Thần cười một tiếng nói, à, cái này cũng không nhất định, có lẽ, có người cảm thấy ta là tên yếu đâu. Phần Thiên Cương cười cười không nói gì, nói như vậy, người kia kết quả, nhất định sẽ không rất tốt. Ông cụ to lớn cười nói, tốt lắm, có người muốn ra sân khiêu chiến sao? Lúc này, lửa trời tộc Chu Duyên, đang đối với Triệu Khôi xì xào bàn tán, Triệu Khôi có chút bất ngờ nhìn lướt qua phần thiên tộc phương hướng. Hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên, chuyện gì xảy ra? Đây chính là Chu Duyên muốn hắn giải quyết đối tượng, loại này con kiến hôi có giá trị mình phải xuất thủ không? Một khắc sau, hắn diễn cảm bắt đầu vặn vẹo, lộ ra một cái giống như ác ma giống vậy nụ cười. Dĩ nhiên đáng, đây cũng quá buông lỏng chứ. Ha 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 ha, ta Triệu Khôi thật là quá may mắn. Mà thuộc quyền thiên mộc tộc Huyền Nguyệt Tông Liễu Minh, lãnh đạm ánh mắt nhìn lướt qua Long Huyền và Diệp Thần, nhưng không có chút nào chiến ý, hắn không dự định ở loại địa phương này khiêu chiến hai người. Làm hắn đối thủ, cũng là cần thực lực, nếu như liền ở đấu võ đại hội bên trong đụng phải mình thực lực cũng không có, hắn Liễu Minh, khinh thường ra tay. Nhưng là, Liễu Minh không dự định ra tay, có người nhưng phải ra tay. Một người thuộc về thiên hàn tộc người dự thi, đột nhiên chạm đến trong sân, trên mặt lộ ra cuồng ngạo nụ cười, nhìn vân tộc Long Huyền nói. À, năm nay vân tộc, phái một phế vật như vậy ra sân à? Ha ha ha, cực kỳ buồn cười, xem ngươi loại rác dưới này người ngoại lai, vẫn là đừng leo lên chúng ta nơi lánh đời đấu võ đại hội sân so tài liền chứ. Vân tộc, chúng ta thiên hàn tộc giúp ngươi chuyện, bây giờ, liền đem phế vật này đào thải, cũng tiết kiệm được hắn cho các ngươi bộ tộc mất thể diện. Các ngươi, có thể phải thật tốt cảm ơn chúng ta nha. Vân tộc những người dự thi, người người cũng sắc mặt khó khăn xem, gân xanh cuồng loạn, bỏ mặc Long Huyền có phải hay không cái người ngoại lai. Bây giờ, đại biểu chính là bọn họ vân tộc, ngày này hàn tộc người đối với hắn làm nhục, chính là đối với toàn bộ vân tộc làm nhục. Vân tộc tộc trưởng cũng ở đây Long Huyền bên tai nhỏ giọng nói, thiên hàn tộc và chúng ta từ trước đến giờ không hợp nhau, cho nên mới mượn cơ hội làm khó dễ. Vậy ông cụ to lớn thấy vậy, cười to nói, người tuổi trẻ huyết khí phương thép, rất tốt, vân tộc các ngươi có thể ứng chiến. Vân tộc tộc trưởng, lấy ánh mắt hỏi Long Huyền lơ đễnh gật đầu một cái. Vân tộc tộc trưởng kêu, ta vân tộc, ứng chiến. Ông cụ to lớn nói, được, hai bên người dự thi ra sân, làm lễ. Long Huyền đi tới trung tâm quảng trường, đối với ngày đó hàn tộc cường giả nói, vân tộc, Long Huyền. Tráng hán kia khinh thường cười một tiếng, thiên hàn tộc, hàn hải. Ông cụ to lớn gật gật đầu nói, hai bên chuẩn bị, bắt đầu. Theo ông già tiếng nói vừa dứt, vậy hàn hải dẫn đầu phát động thế công, hắn cười gằn xông về Long Huyền nói, thằng nhóc, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được chúng ta nơi lánh đời kinh khủng. Hàn hải và Long Huyền cảnh giới chênh lệch không lớn, ở nơi lánh đời những thiên tài này bên trong, là tồn tại lót đáy, bất quá hắn tựa hồ có độc môn thân pháp. Tốc độ cực nhanh, đây cũng là hắn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy không cao tu vi tham gia đấu võ đại hội nguyên nhân. Hôm nay, chỉ là ngay chớp mắt, Hàn Hải liền tới Long Huyền trước người, hai quả đấm nhốn nháo, điên cuồng đánh về phía Long Huyền thân thể yếu hại. Diệp Thần hơi cau mày, lấy Long Huyền thực lực, phải đối phó Hàn Hải, sợ rằng, cũng không thoải mái. Nhưng mà, một khắc sau, để cho tất cả mọi người giật mình một màn, xuất hiện. Long Huyền thân hình không nhúc nhích, trong miệng nhưng phát ra một tiếng dài ngâm, dài tiếng rên bên trong, long khí hiện đầy hắn thân thể. Trong nháy mắt, lại tản mát ra một loại vô cùng là khiếp người hơi thở, cho dù lấy Hàn Hải rất dũng, cũng không khỏi động tác chậm một phần, hắn khó có thể tin nhìn trước người cái đó, nguyên bản ở hắn trong mắt thân ảnh gầy yếu, lúc này, hắn tựa như đối mặt không phải là người, mà là một đầu vô cùng to lớn hồng hoang cự thú. Mà Long Huyền ngay tại Hàn Hải động tác hơi chậm lại nháy mắt tức thì, không lùi mà tiến tới, lại không để ý vậy đánh tới mấy trăm quyền, đột nhập trọng quyền trong bão tố, một quyền đánh ra. Quyền lực gào thét, ẩn hiện tiếng rồng ngâm. Huyết mạch oai. Hàn Hải thấy vậy, sắc mặt vui mừng, hắn cái này trăm quyền liên kích, đủ để đè giết cùng cảnh giới cao thủ. Cái này người ngoại lai mặc dù có chút cổ quái, nhưng là,
thân thể hẳn vẫn là kém hơn được trời ưu đãi nơi lánh đời người, mà đối phương không cần vũ khí chống cự, mà là và mình liều mạng, chính giữa hàn hải hạ trong lòng. Ta đánh ngươi lên trăm quyền, ngươi đánh ta một quyền, còn có so với cái này canh tính toán mua bán sao? Cái này người ngoại lai, thật là ngu xuẩn. Quản ngươi cái gì rồng khí, ta cũng giết cho ngươi xem. Ầm một tiếng, Long Huyền quyền, và Hàn Hải quyền, đồng thời đánh trúng đối phương. Hàn Hải trăm quyền, vững chắc rơi vào Long Huyền trên mình, mà Long Huyền, chỉ đánh trúng Hàn Hải một quyền mà thôi. Có thể kết quả lại là... Hàn Hải hộc máu, đổ bay ra, ngực lõm xuống. Mà Long Huyền, mặc dù bị Hàn Hải đánh trúng chỗ vậy rịn ra tí tí máu tươi, nhưng là, bước chân lại không có di động chút nào, chịu, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tất cả mọi người, cũng không dám tin nhìn Long Huyền, thế nào lại là cái kết quả này. Đây chính là Hàn Hải trăm quyền à. Phải biết, Hàn Hải ở nơi này nhóm thiên tài bên trong, lực lượng mặc dù không tính ra sắc, nhưng là... Làm là thiên tài, hắn mỗi nhất kích, tuyệt sẽ không so bất kỳ phổ thông hợp đạo cảnh hậu kỳ võ giả yếu hơn, thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút. Mà Long Huyền, nhận chịu trên trăm đánh, lại vô sự. Cái này là loài người thân xác sao? Long Huyền nhàn nhạt nói, tốc độ khá nhanh, chính là khuyết điểm lực độ. Khuyết điểm lực độ. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Huyền ánh mắt, đều thay đổi, cái này hợp đạo hậu kỳ, kém không nhiều tầng bảy thiên người, khó đối phó. Liên liên Diệp Thần nhìn Long Huyền ánh mắt, cũng là hơi lóe lên. Hắn biết Long Huyền rất mạnh, nhưng mà, tuyệt không có mạnh đến loại này. Long Huyền hắn, đổi được mạnh hơn. Đặc biệt là Long Huyền biến thân lúc đó, nguyên bản, Diệp Thần có thể cảm giác đến, mình bạch hổ linh huyết, đối với Long Huyền có một ít áp chế tác dụng, nhưng là bây giờ, vậy áp chế, đã biến mất. Cái này dĩ nhiên không phải nói, Long Huyền huyết mạch chất lượng. Có thể so với bạch hổ linh huyết, nhưng là, chất lượng chưa đủ, nhưng có thể dùng số lượng để đền bù. Bất quá cái này cũng thuyết minh, Long Huyền huyết mạch, tương so với trước đó, vô luận chất lượng vẫn là số lượng, đều có tăng lên không nhỏ. Ngự thú linh thần đột nhiên mở miệng nói, vậy Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão Long Diệp Thiên, ngược lại có chút trò lừa bịp vặt, cho tiểu tử này huyết mạch tinh luyện, thậm chí, cho hắn hướng chân chính Long tộc thay đổi có thể. Người bạn này, thân phận không đơn giản. Bất quá, những thứ này mang một tia Long tộc huyết mạch võ giả, thấy người vậy cái huyết Long hư ảnh, cũng chỉ có thần phục tư cách. Thiếu bại lộ huyết Long đi, Huyền Nguyệt Tông Long Diệp Thiên nếu như biết, người sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần gật đầu một cái, giống như Bạch Trấn Đường cho hắn canh kim như nhau, nếu Long Diệp Thiên thành tựu Thái Thượng trưởng lão thu Long Huyền làm đệ tử, khẳng định vậy sẽ trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Vậy ông cụ to lớn thấy Hàn Hải bị đánh bại, tựa hồ không hề tức giận, ngược lại ha ha cười nói, được, đánh được không tệ, Long Huyền thắng, Hàn Hải mất đi thi đấu tư cách. Vân tộc người dự thi hoan hô một tiếng, cũng một mặt đắc ý nhìn đối diện Thiên Hàn tộc người, mà Thiên Hàn tộc người dự thi tắc cả cái sắc mặt khó khăn xem, đem bị thương hôn mê Hàn Hải kéo trở về. Vậy ông cụ to lớn lần nữa mở miệng nói, còn có người, muốn khiêu chiến sao? Trong sân một hồi yên tĩnh, mọi người ở đây lấy làm cho này tuyển chọn thi đấu, lúc này lúc kết thúc. Một cái lười biếng thanh âm, ở trong sân vang lên. Thật là nhiệt huyết sôi trào à, làm được ta, cũng muốn và các vị thiên tài, nhúc nhích một chút tay à. Mọi người nghe vậy, ánh mắt quét về phía vậy người nói chuyện, không thiếu nơi lánh đời người dự thi, đều là sắc mặt hơi đổi. Nói chuyện, chính là lửa trời tộc Triệu Khôi. Triệu Khôi thực lực. Ở các tộc bên trong, vậy coi là khá là nổi danh, hẳn có thể đứng vào trước 15, chú ý này vẫn là bởi vì, có vậy hai cái cực kỳ kinh khủng cường giả sau tộc người tồn tại, nếu không, Triệu Khôi hạng, còn sẽ cao hơn. Hơn nữa, Triệu Khôi người này, chiến đấu lúc đó, lòng dạ ác độc, ở lần trước đấu võ đại hội bên trong, thậm chí có giết chết người dự thi ghi chép. Mà đây cái Triệu Khôi, bây giờ, rốt cuộc lại muốn khiêu chiến những người dự thi khác. Lòng của mọi người cũng hơi có chút nhắc tới, không muốn sớm như vậy liền cùng Triệu Khôi phát sinh va chạm. Vậy ông cụ to lớn nhìn một cái Triệu Khôi, nhàn nhạt nói, Triệu Khôi, ngươi, muốn khiêu chiến ai? Triệu Khôi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nhìn Diệp Thần nói ta,
muốn khiêu chiến vị này phần thiên tộc người ngoại lai. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này Triệu Khôi, lại muốn chọn trong chiến trường tu vi thấp nhất phần thiên tộc người ngoại lai. Hắn mới hỗn nguyên cảnh ba tầng trời ạ. Có lúc, yếu tới trình độ nhất định, cũng là không người nào nguyện ý ra tay khiêu chiến, bởi vì, không có chút nào vinh dự có thể nói. Cho nên, có người khiêu chiến Long Huyền, nhưng là, Diệp Thần cũng không người khiêu chiến. Nhưng mà, cái này thực lực cường hãn Triệu Khôi, lại muốn khiêu chiến Diệp Thần. Mọi người nhìn lướt qua sắc mặt vẫn bình tĩnh Diệp Thần, đều bắt đầu là hắn mặc niệm, cái này phần thiên tộc người ngoại lai, chết chắc. Phần thiên tộc tộc trưởng Phần Thiên Cương, cân nhắc nhìn một cái Triệu Khôi, sau đó nhìn trời tộc lửa tộc trưởng Triệu Tu nói, lão xây, chúng ta hai tộc bây giờ, quan hệ cũng không tệ lắm phải không? Đây là ý gì? Triệu Tu vậy cau mày nhìn về phía Triệu Khôi, trách cứ, thằng nhóc ngươi, đang làm gì? Đồng thời đối với Phần Thiên Cương lắc đầu nói, đây chính là thằng nhóc này mình ý nghĩa, cùng ta không liên quan. Vậy Triệu Khôi cười ha ha một tiếng nói, tộc trưởng đại nhân, muốn trách phạt, vậy cùng đại hội kết thúc sau này đi, đấu võ đại hội không con hí, nếu ta nói lên muốn khiêu chiến hắn, bây giờ, đã không kịp đổi lời nói. Hắn gánh mi liếc Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi sẽ không dám ứng chiến chứ. Ta cũng không hy vọng, các ngươi Huyền Nguyệt Tông đệ tử ở chúng ta nơi lánh đời lưu lại một thứ hèn nhát hình tượng à. Ông cụ to lớn nhìn về phía Phần Thiên Cương nói, Phần Thiên Tộc, ứng chiến sao? Ngoài dữ liệu của mọi người là, Phần Thiên Cương lại không chút do dự gật đầu, chúng ta ứng chiến. Tất cả mọi người không khỏi có chút đáng thương Diệp Thần, Phần Thiên Cương cự tuyệt xuất chiến, là Diệp Thần hy vọng cuối cùng, nhưng là, xem ra so với người ngoại lai tánh mạng, ở Phần Thiên Tộc tộc trưởng trong lòng, vẫn là Phần Thiên Tộc mặt mũi, càng trọng yếu hơn. Cho nên, thà không chiến mà bại làm người khinh thường. Ngược lại không như hy sinh một cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chí ít không người biết nói Phần Thiên Tộc sợ lửa trời tộc. Nhưng là, những người dự thi này cửa căn bản không nghĩ tới, ở Phần Thiên Cương trong lòng, Triệu Khôi, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Lửa trời tộc tộc trưởng Triệu Tu cau mày nhìn Diệp Thần, đột nhiên mở miệng đối với Triệu Khôi nói, Triệu Khôi, đừng khinh địch, người đối thủ cảnh giới tuy thấp, có thể thực lực, một chút cũng không kém. Thậm chí, ta cũng không nhìn thấu. Triệu Khôi nghe vậy ngoài ý muốn nhìn một cái Triệu Tu, tộc trưởng có ý gì? Thằng nhóc này hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên luôn không khả năng mạnh hơn mình chứ. Bất quá, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nhưng trịnh trọng một phần. Ông cụ to lớn nói, hai bên ra sân, làm lễ. Hai người đi đến trong sân, vô cùng là cao lớn Triệu Khôi ngạo mạn mắt nhìn xuống Diệp Thần nói, lửa trời tộc, Triệu Khôi. Diệp Thần lơ đễnh, vẫn nhàn nhạt nói, Phần Thiên Tộc, Diệp Thần. Ông cụ to lớn nói, hai bên chuẩn bị, bắt đầu. Theo lời của lão giả âm vừa rơi xuống, Triệu Khôi cả người khí thế biến đổi, vốn là cuồng ngạo, nói năng tùy tiện, cũng từ trên người hắn biến mất, cả người, chỉ còn lại có lửa nóng chiến ý cùng sát ý lạnh như băng. Trong tay hắn, ngay tức thì nhiều một chuôi đen nhánh linh diều, lại là nơi lánh đời hiếm thấy vũ khí. Một diều. Hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, tên này, không đơn giản. Hơn nữa, theo Triệu Khôi chém tới một diều, Diệp Thần rõ ràng liền một chuyện. Triệu Khôi cùng mình giao thủ, cũng không phải là thông thường chiến đấu. Mà là, sống chết chi đấu. Triệu Khôi, muốn giết mình. Diệp Thần bước chân động một cái, khó khăn lắm tránh qua Triệu Khôi một diều, lạnh lùng nói, ngươi, muốn giết ta. Triệu Khôi cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá đối mặt ngươi cường giả loại này, ta không hoàn toàn lực ra tay, căn bản không có thể có một tia thắng lợi có thể à. Mọi người nghe được Triệu Khôi mà nói, nhìn về phía Triệu Khôi ánh mắt, cũng có chút khinh thường. Cường giả, hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên cường giả. Cái này Triệu Khôi, mình sẽ đối một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên vũ người hạ sát thủ, lại vẫn tìm loại này mượn cớ, thật không biết xấu hổ à. Bất quá không có người nói cái gì, chiến đấu, vốn là như vậy, quái, cũng chỉ có thể trách Diệp Thần vận khí không tốt, không biết làm sao đắc tội cái này Triệu Khôi. Triệu Khôi mà nói, không thể nghi ngờ là đang giễu cợt Diệp Thần, bất quá, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại gật đầu một cái nói, cái này ngược lại không tệ, bất quá, cho dù như vậy, người cũng không có một tia thắng lợi có thể,
ngược lại, sẽ trả ra thảm trọng giá phải trả. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, đều trợn to hai mắt, mới vừa rồi là mình nghe lầm sao? Diệp Thần đang nói gì? Lúc này, còn muốn chứa, còn muốn khiêu khích Triệu Khôi. Đây là ngại mình chết được không đủ sớm sao? Triệu Khôi nghe vậy, trên mặt lại không có vẻ giận, chỉ là, ánh mắt hơn nữa âm trầm, giống như rắn độc. Trong tay hắn linh diều, lại lập tức lại ra tốc. Hắn cả người tu vi vốn là vô cùng là mạnh mẽ, đạt tới hợp đạo cảnh tầng 9 trời, thực lực canh vượt qua tu vi, lực lượng kinh khủng này cùng trong tay linh diều kết hợp, bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy thế. Diệp Thần thấy vậy cũng là hơi biến sắc mặt, hắn lại có thể không tránh thoát cái này một diều, chợt trong tay một chuôi hợp đạo trưởng đao xuất hiện, đồng thời, thân hình dương cao. Luyện hóa vậy cực phẩm canh kim, cũng nên thử một chút kim sát một đao chém uy lực thế nào. Kim sát, một đao chém. Kim quang, vô cùng là sáng chói, chói mắt kim quang. Đó là chất lượng cực cao đậm đà canh kim khí. Ở Diệp Thần thúc đẩy xuống, bộc phát kinh khủng uy lực. Triệu Khôi quả thật rất mạnh, xa xa mạnh hơn phần cuồng, cho dù là thiên vẫn trạng thái phần cuồng, vậy địch bất quá bây giờ Triệu Khôi cho thấy lực công kích. Cho dù là Diệp Thần, cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Cái này một đao kết quả có thể cho thấy như thế nào uy lực, liền Diệp Thần, đều có chút mong đợi. Đao ý gầm thét, Triệu Khôi linh dìu lên ô mang, cùng Diệp Thần kim sát một đao chém, hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ dưới đất quảng trường, cũng diêu động. Ông cụ to lớn vung tay lên, đầy trời bụi khói, ngay tức thì tiêu tán. Trên quảng trường, hiện ra hai người bóng người. Yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất. Không người nào dám tin tưởng, Triệu Khôi toàn lực một dìu, lại bị Diệp Thần đỡ được. Nào chỉ là chặn, Diệp Thần, lại không chút tổn hao nào. Như vậy Triệu Khôi đâu? Mọi người nhìn về phía Triệu Khôi, con người có giúp một cái. Chặn, Triệu Khôi trong tay linh dìu, lại bị Diệp Thần chặt đứt. Đây là thật sao? Làm sao có thể? Triệu Khôi ngơ ngác nhìn một cái trong tay hắn đoạn dìu, mất lý trí hét lớn. Làm sao có thể, điều này sao có thể, một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên phế vật, thế nào lại là ta đối thủ? Ta là lửa trời tộc thiên chi kiêu tử, lửa trời tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, lửa trời tộc quang vinh, ta không thể nào. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mình chợt tuôn ra như hồng thủy máu tươi. Hắn run rẩy cúi đầu, chỉ gặp mình nơi ngực, có một đạo sâu đậm vết đao, cơ hồ, phải đem hắn chém một cái hai đoạn. Diệp Thần không chỉ có chặt đứt hắn dìu lớn, liền hắn vậy kiện hộ thân khôi giáp, cũng cùng nhau chém bể. Đối với muốn giết mình người, Diệp Thần không khách khí chút nào. Bây giờ Diệp Thần, đối mặt tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, đều không sợ. Cái này hợp đạo cảnh Triệu Khôi lại coi là cái gì? Không, Triệu Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn ngã xuống. Lửa trời tộc tộc trưởng lập tức ra tay, đem Triệu Khôi thân thể kéo hồi. Ngón tay ở Triệu Khôi trên mình gật liên tục, vô số dược thảo hóa thành điểm điểm ánh sáng, lưu thủy tràn vào Triệu Khôi trong cơ thể. Triệu Khôi đúng là lửa trời tộc mạnh nhất thiên tài, bất quá, Triệu Tu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Diệp Thần một kích này, quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, vậy không có nắm chắc cứu về Triệu Khôi, cho dù cứu về, sợ rằng, Triệu Khôi cũng là một người phế nhân. Diệp Thần nhìn Triệu Khôi nhàn nhạt nói, ta nói, ngươi phải trả giá thật lớn. Bất quá, cái này Triệu Khôi mệnh, thật đúng là cứng rắn, mình lại chưa có hoàn toàn giết chết hắn, bất quá, mới vừa rồi vậy một đao, cũng không phải hắn toàn lực là được. Cái này canh kim khí uy lực, ngược lại để cho Diệp Thần vô cùng là hài lòng. Lúc này, trong đám người Huyền Nguyệt Tông Liễu Minh đang chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng nâng lên, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, lẩm bẩm. Lại có thể vận dụng loại trình độ này canh kim khí. Còn có thể dùng để thi triển đao ý. Có ý tứ, Diệp Thần, người có tư cách, làm ta đối thủ. Mà lúc này Chu Duyên, thì đầy mặt đờ đẫn vẻ, thua. Triệu Khôi thua, mạnh như vậy Triệu Khôi, lại thua. Hơn nữa bị Diệp Thần một đao đánh bại. Làm thế nào, lần này nên làm cái gì? Mình có thể đánh bại Diệp Thần sao? Vạn nhất mình thất bại, Triệu Bình sẽ nghĩ như thế nào? Kế hoạch của mình còn có thể thực hiện sao?
Hắn đột nhiên vô cùng là oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi tại sao sẽ thắng? Ngươi phải chết, ngươi chỉ là ta đá lót đường mà thôi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, mình ánh mắt, lại cùng Diệp Thần đối mặt. Diệp Thần ánh mắt, vô cùng là lạnh như băng, Chu Duyên thân thể, không tự chủ được run một cái. Diệp Thần không phải người ngu, vậy Triệu Khôi cầm trong tay vũ khí, lại không giải thích được muốn giết mình, có khả năng nhất, chính là bị Huyền Nguyệt Tông đệ tử xui khiến. Chu Duyên, Tử Ngưng đối với hắn nhắc qua, là Triệu Bình đệ tử. Diệp Thần khóe miệng nâng lên một cái tàn khốc nụ cười, Triệu Bình sao? Xem ra, chỉ là cầm Triệu Phong phá hủy, vẫn chưa đủ. Ông cụ to lớn tuyên bố, Diệp Thần thắng, Triệu Khôi, mất đi tư cách tham gia thi đấu. Rồi sau đó, ông cụ to lớn chờ giây lát lại nói, còn có người, muốn khiêu chiến những người dự thi khác sao? Yên lặng, lần này, là hoàn toàn yên lặng, không có ai mở miệng nữa. Ông cụ to lớn nói, được, như vậy, tuyển chọn thi đấu, đến đây chấm dứt, người dự thi, cộng người 48, đem lấy hình thức rút thăm, hai cả hai chiến, bất quá, vòng thứ nhất, các ngươi sẽ không rút được mình bộ tộc người. Tốt lắm, các vị tộc trưởng, dẫn đệ tử của các ngươi, về trước riêng mình chỗ ở nghỉ ngơi đi, ngày mai, mới chính thức bắt đầu thi đấu. Mọi người nghe vậy, rối rít thối lui. Rất nhanh trong sân chỉ còn lại tên kia ông cụ to lớn. Đây là, một người người tuổi trẻ từ sau lưng lão giả đi tới, cung kính đối với ông già hành lễ nói, đại trưởng lão. Ông già quét hắn một cái nói, mới vừa rồi cái đó Diệp Thần, thực lực rất mạnh, không có ở đây linh ảnh tộc cái thằng nhóc đó dưới, ngươi, phải lo lắng. Tên kia người tuổi trẻ cũng là mặt hiện vẻ ngưng trọng, gật đầu nói, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, Tôn Dương biết. Vì thánh tộc vinh dự, ta, tuyệt sẽ không thua. Ông già gật gật đầu nói, tốt lắm, ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, ngươi là chúng ta nơi lánh đời trong thế hệ trẻ người mạnh nhất, phải đoạt được đấu võ đại hội thứ nhất, thiên trì máu thần khu, tuyệt không cho người ngoại lai ô nhục. Huyền Nguyệt Tông và chúng ta tổ tiên ước định, cũng nên tìm thời gian giải trừ. Chúng ta ẩn cư ở chỗ này quá lâu, không muốn hỏi tới linh võ đại lục sự việc. Càng không muốn Huyền Nguyệt Tông người phân chúng ta thiên chỉ đồ. Tôn Dương trịnh trọng nói. Ông già lại thở dài một tiếng nói, à, linh ảnh tộc thằng nhóc kia, thiên phú ngược lại không ở dưới ngươi, chỉ là, đầu óc có chút không bình thường, cho nên, cái này cổ huyết gia hộ, hay là dành cho ngươi, dù sao cũng, không nên phụ lòng chúng ta đối với ngươi mong đợi. Cổ huyết gia hộ, là một loại đặc thù pháp thuật, có thể ở hàng năm đấu võ đại hội lúc đó. Theo thiên chỉ mở, dành cho nơi lánh đời một người, mượn thiên chỉ lực tăng cường người này năng lực. Vậy, cái này cổ huyết gia hộ, cũng sẽ cho dư nơi lánh đời các tộc trong thế hệ trẻ người mạnh nhất, bảo đảm hắn có thể đi vào thiên chỉ máu thần khu. Tôn Dương nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia cuồng nhiệt vẻ, cùng gật đầu nói, đại trưởng lão yên tâm, cho dù là chết, ta cũng nhất định đoạt được thi đấu thứ nhất. Nói xong, liền rời đi quảng trường. Nơi lánh đời. Thập đại bộ tộc bên trong, có hai cái vô cùng là đặc thù bộ tộc, thánh tộc, và linh ảnh tộc. Cái đó Tôn Dương, chính là thánh tộc mạnh nhất thiên tài. Truyền thuyết, nơi lánh đời cường giả hậu duệ, huyết mạch khủng bố, mà có hai cái bộ tộc, nhưng là cực kỳ khủng bố. Bởi vì bọn họ tổ tiên, đã từng ở linh võ đại lục lưu lại bất bại truyền thuyết. Có thể nói thần giống vậy tồn tại. Thậm chí, tổ tiên có thể còn sống. Mà đây hai cái bộ tộc, cũng bị nơi lánh đời các tộc người, gọi là thần duệ. Thánh tộc và linh ảnh tộc tộc nhân, có vượt xa những thứ khác các tộc huyết mạch và tư cách, đã qua đấu võ đại hội, cái này hai tộc vậy cũng đều sẽ tiến vào trước ba. Chỉ bất quá, linh ảnh tộc người, thường xuyên sẽ xuất hiện tinh thần vấn đề, tánh tình quái dị, cho nên, vậy mà nói, nơi lánh đời các trưởng lão, cũng sẽ đem cổ huyết gia hộ, ban cho thánh tộc thiên tài. Lúc này, Diệp Thần đã ở phần thiên cương dưới sự hướng dẫn, quay trở về một cái nhà phân phối cho phần thiên tộc trong nhà, mà phần thiên tộc những thiên tài, cũng không cầm Diệp Thần làm người ngoài. Dẫu sao, mới vừa rồi tuyển chọn thi đấu lên, Diệp Thần để cho bọn họ phần thiên tộc, thật tốt hãnh diện một lần. Diệp Thần tiến vào gian phòng của mình, nhưng là hơi nhíu mày. Từ chuyện hôm nay, hắn đối với cái này thượng cổ cường giả hậu duệ có một ít cảm giác. Triệu Khôi cũng tốt, Phần Cuồng cũng tốt,
những người này cuối cùng không phải người mạnh nhất. Sợ rằng nơi đây mạnh nhất tộc nhân, thực lực vượt qua xa cái này mấy người. Chẳng lẽ là tạo hóa cảnh trên? Nếu như tự đối mặt loại người như vậy, ác ma mắt mở, sáu cái thần vương đạo lực, huyết ma kiếm, hơn nữa ngự thú linh thần lực lượng, vậy không nhất định có thể thắng. Tiêu Diêu thần quân, chín vũ thần quân các người, thậm chí còn ba vị kim Phật, bởi vì trước kia yêu thánh bí cảnh nguyên nhân, quá yếu ớt. Diệp thần cũng không nỡ lòng lại kinh động cái này mấy người. Thậm chí vô cùng có thể, lập tức tiêu tán. Dưới mắt, hắn phải mạnh hơn mới được. Bất quá, rất nhanh Diệp thần cũng không lại quấn quýt cái vấn đề này, ở nơi này nơi lánh đời, tạm thời vậy không biện pháp gì tốt, tay hắn lộn một cái. Đem một khối đồ nắm trong tay, chính là được từ bạch trấn đường cực phẩm canh kim. Hắn bây giờ có thể làm, chính là bắt chặt thời gian luyện hóa canh kim, để cho mình đổi được mạnh hơn. Bất quá, theo canh kim khí kéo dài luyện hóa, hắn nơi có thể hấp thu canh kim khí, vậy càng ngày càng bão hòa, bây giờ, tốc độ luyện hóa, đã bắt đầu thật to giảm xuống. Diệp thần nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa trong tay canh kim, hy vọng. Ở ngày mai đấu võ đại hội bên trong, mình thực lực có thể lần nữa tăng cường. Mà lúc này, Chu Duyên đang trong phòng của mình trầm tư, thật ra thì, đã tham gia một lần bí cảnh thực tập Chu Duyên, đối với mình có thể trở thành bí truyền đệ tử, không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn nhưng mà đích thân thể hội qua, vậy hai cái thần duệ khủng bố. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Tông liễu minh quái vật kia thực lực, vậy trên hắn rất ra. Hắn tham gia lần này bí cảnh thực tập, mục đích lớn nhất, ngược lại là thay Triệu Bình, giải quyết hết Diệp Thần. Nhưng mà, Diệp Thần thực lực lại ra ý liệu được mạnh mẽ, mình vốn cho là 10 phần chắc 9 kế hoạch, lại thất bại. Bây giờ, trong tay đã không có thể lợi dụng con cờ, phải giải quyết Diệp Thần, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chu Duyên trong mắt đột nhiên sạch bóng chớp mắt, lẩm bẩm nói, thằng nhóc kia rất mạnh, phải nói còn có cái gì chưa đủ nói. Chính là hắn tốc độ. Hắn tin tưởng, mình toàn lực dưới, vẫn là có đánh trúng Diệp Thần một lần cơ hội, nhưng là, bằng mình lực công kích, thật có thể làm bị thương Diệp Thần sao? Hắn rất rõ ràng Triệu Khôi vậy một cây rìu mạnh bao nhiêu, cho dù Diệp Thần dùng đao pháp đối oanh triệt tiêu, nhưng là, đao pháp không phải hộ thân loại pháp khí, cho dù triệt tiêu Diệp Thần vậy vẫn sẽ chịu đựng một số Triệu Khôi công kích tổn thương, hắn vậy chú ý tới, Diệp Thần tay chảy máu. Nhưng mà, ngay tức thì, hắn vết thương liền khép lại. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là cái gì thân xác, năng lực tự khỏi bệnh như thế khủng bố. Như muốn làm bị thương hắn, chỉ có món đồ kia. Hắn đột nhiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một vật, mặt hiện vẻ do dự, muốn vận dụng cái này sao? Đây chính là hắn bảo vệ tánh mạng vật. Ngày thứ hai, Diệp Thần ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Diệp Thần cặp mắt mở một cái. Đem canh kim thu hồi, mơ hồ cảm giác mình lực lượng lại tăng cường một ít. Hắn đi ra cửa bên ngoài, gõ cửa chính là Phần Thiên Cương. Gặp Diệp Thần đi ra, Phần Thiên Cương mỉm cười nói, ngắn ngủi một ngày, ngươi thật giống như lại mạnh một chút, thật đúng là yêu nghiệt, chúng ta cái này thì đi đấu võ đại hội hội trường đi. Ở Phần Thiên Cương dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần và những thứ khác mấy tên Phần Thiên tộc người dự thi, rất nhanh đi tới đấu võ đại hội hội trường. Hội trường khán đài, lúc này đã ngồi đầy, theo những người dự thi đến sân, phát ra từng cơn tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trước Diệp Thần đã gặp tên kia ông cụ to lớn, lúc này đứng ở hội trường chính giữa, cất cao giọng nói, đấu võ đại hội, sắp bắt đầu, mời các vị tuyển thủ ra sân rút thăm. Hội trường chính giữa, đặt vào một cái hộp sắt bên trong có 48 cái ngọc bài trên có 48 chủng hình vẽ. Phân biệt đại biểu người 48 người dự thi. Ở mỗi một tuyển thủ rút thăm lúc, sẽ đem mình ngọc bài và cùng bộ tộc người dự thi ngọc bài trước thời hạn trừ. Diệp Thần hoàn thành rút thăm sau đó, nhìn một cái mình ngọc bài lên hình vẽ, đối với Phần Thiên Cương hỏi, tộc trưởng, xin hỏi, ngọc bài này đại biểu là vị nào tuyển thủ? Phần Thiên Cương nhận lấy ngọc bài, nhìn một cái sau nhưng hơi biến sắc mặt, đối với Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, người vận khí thật đúng là không tốt. Người đối thủ, là linh ảnh tộc người dự thi. Linh ảnh tộc, Diệp Thần có chút không rõ ràng, cái này linh ảnh tộc thế nào? Rất mạnh sao? Tại sao Phần Thiên Cương sẽ loại biểu tình này? Phần Thiên Cương nói, ta biết người rất mạnh,
nhưng là đối mặt cái này linh ảnh tộc người, vẫn không thể khinh thường, những người này, cũng là tên điên, không làm được, sẽ bỏ mạng. À, Diệp Thần dửng dưng một tiếng, để cho hắn bỏ mạng. Cái này linh ảnh tộc, xem ra có chút ý tứ. Phần Thiên Cương nhìn Diệp Thần dáng vẻ, lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta nơi lánh đời, có hai cái được gọi là thần duệ siêu cường đại năng hậu duệ, chính là thánh tộc và linh ảnh tộc. Ở các ngươi Huyền Nguyệt Tông Thiên mới không có bắt đầu tham gia đấu võ đại hội trước, trên căn bản, trước hạng nhất hạng nhì đều là thánh tộc và thiên ảnh tộc bao lãm. Còn dư lại trong tộc ưu tú nhất thiên tài, chỉ có thể tranh đoạt hạng ba. Trước 10 bên trong, cũng lớn đều bị thiên ảnh và thiên thánh hai tộc chiếm cứ, người rõ ràng cái này hai tộc đáng sợ chứ. Ngươi thi đấu là thứ 15 trận, ở trước đó sẽ có linh ảnh tộc người ra sân, chính ngươi xem thì biết. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, đối với cái này được gọi là thần duệ hai tộc, rất là tò mò. Xem ra những người này tổ tiên rất cường đại. Cũng không biết bọn họ tổ tiên có biết hay không luân hồi thần thuyền cùng với vĩnh hằng thánh vương, kiếm tôn các người. Đây là Diệp Thần trước mắt tiếp xúc qua linh võ đại lục mạnh nhất tồn tại. Rất nhanh, chàng thứ nhất thi đấu, lại bắt đầu. Đấu võ đại hội sân so tài, là một nơi to lớn đá xanh lôi đài. Trên lôi đài, bao phủ một cái hình bán nguyệt hình màn sáng. Lúc này, hai người dự thi, đã đi lên trong đài. Ông cụ to lớn quá to, chàng thứ nhất, thiên mộc tộc Liễu Minh, đúng, huyền kim tộc Kim Hãn, thi đấu, bắt đầu. Vô số nơi lánh đời người, vào giờ khắc này, bộc phát ra phấn khởi kêu lên. Kim Hãn, thủ tiêu cái này huyền nguyệt tông nhóc rác rưởi. Là huyền kim tộc đệ nhất thiên tài Kim Hãn. Vậy Huyền Nguyệt Tông đệ tử nhất định phải thua. Những thứ này Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều là rác rưởi. Diệp Thần chân mày nhíu một cái, trong lòng có chút tức giận, dẫu sao, mình cũng là những người này ở giữa Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Hắn ánh mắt lóe lên, nói thầm, được, ta sẽ đem các ngươi cái gọi là thiên tài toàn bộ dẫm ở dưới chân, kêu các ngươi cho hết ta im miệng. Huyền Nguyệt Tông Liễu Minh đứng ở trong sân, sắc mặt vẫn lạnh như băng, các khán giả kêu lên. Hoàn toàn không để cho hắn có một tia lộ vẻ xúc động. Ông cụ to lớn nói, hai bên làm lễ. Hai người đi tới lôi đài trung tâm, lẫn nhau gật đầu một cái. Kim Hãn nhìn Liễu Minh cười lạnh nói, ngươi biết không? Các ngươi những thứ này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, là chúng ta Huyền Kim tộc thích nhất đối thủ. Chúng ta nhất tộc, đối với kim thiết các loại công kích, có cực mạnh chống đỡ lực, mà các ngươi những thứ này Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Chỗ ỷ lại bất quá là những cái kia chúng ta không có mạnh mẽ vũ khí mà thôi. Nhưng mà à, phần lớn vũ khí, đối với chúng ta cũng rất khó tạo thành tổn thương. Hơn nữa, ta phòng ngự, xa xa mạnh hơn giống vậy huyền kim tộc người, rất nhanh, ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Liễu Minh lạnh lùng nhìn Kim Hãn một mắt, Lý cũng không có để ý hắn. Kim Hãn thấy vậy, mặt hiện vẻ giận. Cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử lại dám coi thường ta. Tốt, một lát ngươi lại muốn mở miệng, nhận thua hoặc là cầu xin tha thứ, ta cũng không biết cho ngươi cơ hội. Hai người làm lễ hoàn, liền mỗi người đi trở về sân so tài hai đầu. Ông cụ to lớn nói, bắt đầu tranh tài. Đây là, Liễu Minh tay động một cái, trong lòng bàn tay, nhiều một chuôi loãng trường kiếm màu vàng. Thấy một màn này, các khán giả bộc phát một hồi cười ầm lên. Ha ha ha, tên này đối mặt huyền kim tộc Kim Hãn, còn dám dùng kiếm. Quả nhiên, Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng là một đám mượn ngoại lực phế vật, không có những vũ khí kia, bọn họ như thế nào cùng ta nhóm cường giả hậu duệ đối chiến. Các ngươi nói, hắn công kích, có thể làm bị thương Kim Hãn ra sao? Ha ha ha, đừng nói ra, ta xem, cho Kim Hãn cạo mao cũng không xứng. Mà đối mặt Liễu Minh Kim Hãn thấy một màn này. Lại là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, bất quá, hắn cũng không có đắc ý vênh váo, hét lớn một tiếng, kim cương thể. Một khắc sau, Kim Hãn ra thịt, đổi là loãng kim vẻ, tựa như mạ lên một tầng kim tất vậy, như tộc nhân bình thường, đối với đồ sắc bén công kích sức đề kháng là 1, huyền kim tộc người, chính là 10, mà hắn Kim Hãn, chính là 100. Kích phát kim cương thể sau đó, lại là đạt tới 300. Kích phát kim cương thể sau đó, Kim Hãn lại không có một tia cố kỵ, cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, từng bước một hướng Minh đi tới, hắn đã nghĩ xong,
hắn muốn chĩa vào Liễu Minh công kích đi tới trước mặt hắn. Sau đó lập tức bóp hắn cổ, để cho hắn không cách nào nhận thua, thật tốt dạy bảo hắn một phen sau đó, lại đem hắn ném ra lôi đài. Ngươi không phải cuồng sao? Không phải coi thường ta sao? Ta xem ngươi, đến lúc đó còn lấy cái gì đi cuồng? Liễu Minh tùy ý giơ tay lên một cái, trong tay loãng trường kiếm màu vàng, lại rời tay bay về phía Kim Hãn, đồng thời, hắn vừa quay người, hướng dưới đài đi tới. Các khán giả sững sốt một chút, tên này đây là muốn làm gì? Tùy tiện thanh kiếm ném ra, sau đó thì phải xuống đài. Theo tới, chính là lớn cười. Điên cuồng cười to. Các ngươi mau xem à, tên này, giả vờ công kích một chút, thì phải bỏ cuộc. Cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử là tới khôi hài sao? Cho ta lăn ra khỏi nơi lánh đời à? Đây là đang làm nhục chúng ta đấu võ đại hội sao? Thiên Mộc tộc cho một giải thích à? Lúc này, dưới đài Thiên Mộc tộc thuộc chỗ ngồi lên, tất cả trẻ tuổi người dự thi đều là sắc mặt xanh mét, vô cùng là khinh thường nhìn Liễu Minh, thật là thật mất thể diện. Ngươi coi như không đánh lại, dầu gì chống đỡ một chút à? Không đánh mà chạy coi như là đàn ông sao? Cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử quả nhiên đều là thứ hèn nhát. Chỉ có Thiên Mộc tộc tộc trưởng ánh mắt lập lòe nhìn Liễu Minh, không biết đang suy nghĩ gì. Kim Hãn thấy vậy cũng là ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới cái này Liễu Minh lại sẽ trực tiếp chạy. Nhìn trước mắt từ từ bay tới, mềm nhũn loãng trường kiếm màu vàng, Kim Hãn ha ha cười nói, thật là có chủng à, lại cứ như vậy chạy, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ bỏ qua ngươi đi, bất quá, ngươi thanh kiếm này, ta thu. Liễu Minh cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói, có thể cầm, ngươi liền lấy đi. Kim Hãn nhìn thanh kia kim kiếm, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, khoát tay, thì phải đem chi nắm trong tay. Phốc thử một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản hô hội trường huyên náo, ngay tức thì yên tĩnh lại. Yên tĩnh giống như chết. Kim Hãn không tưởng tượng nổi nhìn xem tay mình, tay hắn chỉ, lại bị chuôi này nhìn lên không có chút nào lực lượng trường kiếm, tận gốc chặt đứt. Phốc! Hắn đột nhiên khạc ra một hớp lớn máu, vừa cúi đầu, ngực, mở một lỗ thủng. Lại bị thanh trường kiếm kia ngay ngực xuyên thấu. Đây là, Liễu Minh vừa vặn đi xuống lôi đài, ở hắn chân rơi vào dưới đài một khắc trước, Kim Hãn thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Mà chuôi này loãng trường kiếm màu vàng, vậy quỷ dị trở lại Liễu Minh trong tay. Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Ông cụ to lớn tuyên bố, chàng thứ nhất, Thiên Mộc tộc, Liễu Minh thắng. Không có uống thải, không có tiếng vỗ tay, tất cả người xem đều trợn to hai mắt, nhìn ngã ở trên đài Kim Hãn. Bọn họ còn chưa ý thức được thi đấu đã kết thúc, mới vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt, nhưng vô cùng là ngưng trọng, trong lòng nói, ngự thú linh thần, đó là. Ngự thú linh thần nói, cái này gọi là Liễu Minh tiểu tử, hẳn có thiên linh kiếm thể, lực công kích kinh người, hơn nữa. Hắn tư chất năng lực, vậy đặc biệt xuất sắc, hắn một kiếm kia mặc dù là tiện tay đánh ra, nhưng hàm chứa vô cùng là mạnh mẽ, ngưng luyện kiếm ý, ngươi phải cẩn thận. Bất quá, nếu như đem ngươi bất hủ kiếm ý tu luyện tới trình độ cao nhất, ngày này linh kiếm thể vậy không tính là cái gì. Chỉ tiếc, người ta có thiên linh kiếm thể mấy chục năm, mà ngươi mới vừa lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy Kim Hãn lực phòng ngự, quả thật không kém. Có thể nói là kiếm tu khắc tinh. Nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Liễu Minh một kiếm này uy lực, xa xa đánh giá thấp. Nếu không phải Liễu Minh lúc công kích cố ý tránh được chỗ hiểm, Kim Hãn lúc này đã sớm chết được không thể chết lại. Bất quá hắn bất hủ kiếm ý, không sợ người bất kỳ. Đợi Huyền Kim tộc người, đem Kim Hãn mang đi sau đó, ông cụ to lớn tiếp tục nói, trận thứ hai, lửa trời tộc Triệu Cửu. Tiếp theo mấy trận thi đấu. Ngược lại không có quá làm cho Diệp Thần chú ý địa phương, nhìn Diệp Thần cũng sắp ngủ. Mà có chàng thứ nhất Liễu Minh mang cho các khán giả rung động là trước đề ra, sau mấy trận thi đấu, cho dù có tương đối đặc sắc đánh nhau, các khán giả vậy không để được hứng thú gì. Bất quá đến chàng thứ bảy, các khán giả rốt cuộc lên tinh thần, bởi vì, cái này trận thi đấu ra sân, là có thần duệ danh xưng là Linh Ảnh tộc. Nói đến Linh Ảnh tộc người dự thi, năm tên. Lại đều là bổn tộc người,
vốn là tên kia hẳn đại biểu linh ảnh tộc xuất chiến Huyền Nguyệt Tông đệ tử, lại không biết nguyên nhân gì cũng không có tham gia lần này đấu võ đại hội. Diệp Thần không khỏi nghĩ đến phần cuồng khiêu chiến chuyện mình, chẳng lẽ, tên này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, vậy gặp phải linh ảnh tộc tộc nhân khiêu chiến, bị chen xuống. Cùng lúc đó, ở bí cảnh ra, Huyền Nguyệt Tông bí cảnh mở chi địa, Thương Dạ đang cùng một người cả người vết thương chồng chất thiếu niên, sóng vai đứng ở bí cảnh lối đi trước. Vậy thiếu niên mặt đầy không thích đối với Thương Dạ nói, trưởng môn, ngày đó ao nhưng mà đại cơ duyên, ta cũng muốn đi vào thử một chút à, đáng giận hơn là, linh ảnh tộc những tên kia chân thực để cho người khó chịu, ta nhưng muốn cố ý thua ở bọn họ, lần này nhiệm vụ có trọng yếu như vậy sao? Vì thế tông môn còn hy sinh một chỗ. Thương Dạ cười nói, ngươi thể chất, cũng không thích hợp thiên trì, đi vào đối với ngươi không chỉ không có chỗ tốt, có thể còn có hại, hơn nữa, ngươi nếu không cố ý thua ở linh ảnh tộc người, làm sao có cơ hội trước thời hạn rời đi, đi làm chuyện khác đâu. Sự việc làm được thế nào? Thiếu niên nói, làm xong, bất quá thiếu chút nữa cũng bị một cái lão quái vật phát hiện, khá tốt mạng ta lớn. Thương Dạ nói, Thái Thượng trưởng lão nếu để cho ngươi đi làm chuyện này, làm sao có thể chưa cho ngươi một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bất quá nếu không bị phát hiện, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn nhìn lối đi kia, ý vị sâu xa cười một tiếng, nơi lánh đời các lão gia, bao năm qua tới các ngươi cũng một mực sử dụng cổ huyết gia hộ bảo đảm tộc nhân của các ngươi có thể đoạt được đấu võ đại hội thứ nhất, tiến vào thiên trì máu thần khu, năm nay, sợ là phải đổi người rồi. Vậy thiếu niên ngẩn ra, ra đầu tê dại hiếu kỳ nói, trưởng môn, ngươi nói nhưng mà Liễu sư huynh. Thương Dạ lắc đầu một cái, không phải. Vậy thiếu niên diễn cảm hơn nữa cổ quái. Không phải Liễu sư huynh, chẳng lẽ là Long Huyền. Cũng không khả năng à. Trưởng môn trong miệng rốt cuộc là ai? Lúc này, nơi lánh đời. Phần Thiên Cương đối với Diệp Thần nói, bây giờ, ngươi đối với linh ảnh tộc, phải có chút biết chứ. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, linh ảnh tộc người, đích xác rất mạnh. Hơn nữa, cho người cảm giác, hết sức quái dị. Mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia, thực lực sai biệt khác xa, chiến đấu thời gian, nhưng cũng không ngắn. Bởi vì, linh ảnh tộc người dự thi, một mực đang chơi làm đối thủ, tựa như giống như đang chơi làm con mồi thợ săn. Hơn nữa, vậy linh ảnh tộc người dự thi, là hợp đạo tầng 9 thiên đỉnh cấp tu vi. Hắn rõ ràng có thể tùy thời đột phá hợp đạo cảnh, bước vào tạo hóa cảnh. Lại không có làm như vậy. Cố ý ở áp chế thực lực. Nơi lánh đời người tu hành, vậy sẽ không tận lực áp chế tu vi, bởi vì, bọn họ công pháp đợi một chút, tới từ thượng cổ. Cho nên, đối với mỗi cảnh giới, cũng không yêu cầu được như vậy hoàn mỹ, lấy bọn họ công pháp, cũng không cách nào đạt tới cảnh giới như vậy. Dẫu sao, cho dù ở linh võ đại lục, cũng chỉ có đứng đầu nhất thiên tài, mới sẽ tận lực áp chế tu vi tới hoàn thiện cảnh giới. Nhưng mà, cái này linh ảnh tộc người dự thi, nhưng áp chế tu vi, nói cách khác, hắn tu luyện công pháp, cũng là nơi lánh đời khó gặp công pháp cao cấp. Rốt cuộc, đến phiên Diệp Thần ra sân. Ông cụ to lớn cao giọng nói, Phần Thiên tộc Diệp Thần, đúng, linh ảnh tộc Trung Hàn Minh, hai bên làm lễ. Ngay tại Diệp Thần và Trung Hàn Minh đi lên lôi đài ngay tức thì, vốn có chút yên lặng người xem, lần nữa bị đốt. Này, ta không nhìn lầm chứ, cái đó Huyền Nguyệt Tông đệ tử là hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên tu vi. Thấp như vậy tu vi cũng dám tới tham gia chúng ta đấu võ đại hội. Không phải tới khôi hài chứ. Ha ha ha, cái này cái rác dưới vậy thật là xui xẻo, gặp người khác còn khá hơn một chút, lại gặp được Trung Hàn Minh. Để cho chúng ta để thưởng thức chàng này tàn sát đi. Nghe nói Trung Hàn Minh mấy năm trước cũng đã hợp đạo tầng 9 thiên đỉnh phong, mấy năm qua này, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng mà hắn thực lực, so với kia chút hợp đạo cảnh võ giả tiến bộ mau hơn. Trung Hàn Minh, thật tốt dạy bảo cái này xem thường chúng ta đấu võ đại hội rác dưới. Chu Duyên nhìn Diệp Thần ra sân, khóe miệng mang cười nhạt, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần nhanh như vậy liền sẽ gặp linh ảnh tộc người. Lần trước tham gia đấu võ đại hội, hắn đối với thần duệ hai tộc ấn tượng, nhưng mà vô cùng là sâu sắc. Chết đi, Diệp Thần, liền chết tại đây linh ảnh tộc người điên trên tay đi. Những người này, có thể không quan tâm cái gì vinh dự, cũng tiết kiệm được ta ra tay. Trung Hàn Minh ra sân lúc,
thấy Diệp Thần chỉ có hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên tu vi sau đó, cũng là hơi sững sờ, bất quá, rất nhanh hắn liền đối với Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cho người cảm giác như mộc gió xuân. Cùng trước kia tranh tài linh ảnh tộc người cho người cảm giác không giống nhau lắm. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn Trung Hàn Minh nụ cười, nhưng là nhướng mày một cái, đối phương nụ cười rất tự nhiên, tựa như không có chút nào làm bộ, nhưng là, Diệp Thần lại nhạy cảm giác được, Trung Hàn Minh cười lúc, hắn ánh mắt, liền tựa như hình người bằng sáp vậy, lạnh như băng, không có chút nào sinh vô cùng. Đây là xem chết người ánh mắt. Sát ý. Diệp Thần từ Hoa Hạ đến Côn Lôn Hư, rồi đến Linh Võ Đại Lục, gặp qua quá nhiều như vậy ánh mắt. Bắt đầu tranh tài. Trung Hàn Minh nhìn Diệp Thần, cũng không có lập tức hành động, mà là đối với Diệp Thần mỉm cười nói, Diệp huynh, ngươi tu vi mặc dù so ta thấp, bất quá, ngươi có thể ung dung thắng được Triệu Khôi, ta biết ngươi thực lực, rất mạnh. Diệp huynh đao pháp, ta sớm muốn lãnh giáo, mời Diệp huynh xuất thủ trước đi. Vừa nói, trong tay hắn nắm một chuôi trường thương, bày trận mà đợi, lại thật muốn cùng Diệp Thần ra tay. Người này, thật giống như thật cùng những thứ khác linh ảnh tộc người, không giống nhau. Diệp Thần cân nhắc nhìn Trung Hàn Minh, cười nói, à, ngươi muốn cho ta xuất thủ trước, như vậy, ngươi chỉ sợ cũng không có xuất thủ cơ hội. Trung Hàn Minh cười một tiếng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng là ảnh vô cùng tránh. Trung Hàn Minh bóng người đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng tối, lấy tốc độ cực nhanh, đánh úp về phía Diệp Thần. Trong tay trường thương bên trong, bốc lên một đạo hắc long hư ảnh, thương ý ngưng tụ, thiên địa run rẩy, cái này một súng, tựa như có thể xuyên qua hết thảy. Ầm một tiếng nổ vang, Diệp Thần dưới chân đá xanh lôi đài, lại ngay tức thì nổ tung, hóa thành bụi đá cuốn lên, bao phủ lôi đài màn sáng, đều là hơi lóe lên. Bay tán loạn bụi đá, hóa thành khói mạc, một mực tràn đầy kéo dài tới lôi đài bên dọc theo chỗ. Trung Hàn Minh đứng ở bên lôi đài dọc theo, trong tay trường thương trước giờ, lại tựa như xuyên qua Diệp Thần thân thể. Lúc này Trung Hàn Minh, nào có nửa phần ôn hòa nho nhã, mặt đầy đều là điên cuồng cùng vặn vẹo nụ cười, hắn nhìn trước mặt khóe miệng trào máu Diệp Thần, cười như điên nói. Ha 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 ha, người cái này đê tiện Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Ngươi thật lấy là bản thân có tư cách hướng ta xuất thủ không? Lại vẫn nói ta chỉ sợ cũng không có xuất thủ cơ hội. Ha ha ha, ngươi là ngu si sao? Ta có thể sẽ không đem ngươi như thế dễ dàng đánh xuống lôi đài. Ngươi phải thật tốt để cho ta thỏa nguyện một chút à? Con kiến hôi. Diệp Thần nhìn giống như điên cuồng Trung Hàn Minh, cũng cười. Ngươi có biết hay không, xem ngươi nói với ta như vậy người, đều chết rất thảm. Trung Hàn Minh sững sốt một chút, hắn làm sao cảm thấy, thật giống như có không đúng chỗ nào. Đột nhiên, hắn ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía mình dài thương xuyên thủng chỗ, sắc mặt biến đổi, chuôi này trường thương, lại cũng không có xuyên thủng Diệp Thần ngực, mà là từ Diệp Thần xương sườn cạnh xuyên qua, bị Diệp Thần kẹp ở dưới nách. Trung Hàn Minh một súng rất nhanh, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào hoàn toàn tránh, chỉ có thể ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Miễn cưỡng nghiêng mở thân thể, đồng thời toàn lực kích thích thiên lân khải, tức đã là như vậy, hắn, vẫn là bị thương. Bất quá, hắn sẽ không lại cho Trung Hàn Minh, ra súng cơ hội. Trung Hàn Minh dùng sức một kiếm, muốn đem trường thương rút ra, có thể trong tay trường thương, nhưng giống như và Diệp Thần thân thể dung luyện chung một chỗ tựa như, chút nào không nhúc nhích, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, rốt cuộc thay đổi. Bởi vì Diệp Thần lực lượng, cổ quái. Bọn họ các tộc thân xác lực lượng vốn là mạnh hơn người bình thường. Mà thiên ảnh, thánh tộc, lại là vượt xa những người khác. Nhưng lúc này, Trung Hàn Minh nhưng cảm giác, mình lực lượng ở Diệp Thần trước mặt, giống như một đứa nhỏ vậy không đáng giá một đề ra. Đây là, các khán giả rốt cuộc thấy rõ chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, đấu võ đại hội hội trường yên tĩnh lại, tiếp theo, liền vang lên từng cái khó tin thanh âm. Hắn đỡ được Trung Hàn Minh công kích. Điều này sao có thể, đây chính là Trung Hàn Minh à, lại bị hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên Huyền Nguyệt Tông đệ tử chặn lại. Chẳng lẽ linh ảnh tộc sa sút, bây giờ linh ảnh tộc thiên tài, cũng không có mạnh như vậy. Trung Hàn Minh nghe vậy, mặt mũi âm trầm, hắn gần đây lấy mình xuất thân linh ảnh tộc là kiêu ngạo, dưới mắt,
lại bởi vì là một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên phế vật Huyền Nguyệt Tông đệ tử, mà bị người nghi ngờ bọn họ linh ảnh tộc thực lực. Linh ảnh tộc, không cho làm nhục. Ngay tại Trung Hàn Minh đợt khí kích động, chuẩn bị ra tay lúc đó, Diệp Thần, rốt cuộc động. Hắn thân hình nháy mắt tức thì dương cao, ma khí cuộn sạch, cả người bắp thịt cũng mạ lên một tầng kim hắc giao thoa chói lọi, đã đem thần ma luân hồi quyết trình độ cao nhất vận chuyển. Sau đó, giơ tay lên, chém ra một đao. Cái này một đao, khó chịu, kim quang và ma quang nội liếm, đao ý nén, nhìn như, liền tựa như không có chút nào kỹ xảo, vô cùng là bình thường một đao. Nhưng là, chém ra cái này đao đồng thời, Diệp Thần cánh tay, nhưng tuôn ra một đoàn xương máu. Cái này một đao, hắn đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở vũ khí trên, cơ hồ nếu không khống chế được. Cho dù lấy hắn bất hủ thần thể, điều khiển lớn mạnh như vậy lực lượng, vậy vô cùng là miễn cưỡng. Nếu không phải hắn chạm tới một tia lực chi đạo vận, tuyệt không cách nào đem lực lượng khống chế được như vậy tuyệt diệu. Hắn vốn định vận dụng huyết ma kiếm. Nhưng là muốn, huyết ma kiếm lai lịch tới từ thượng cổ, vẫn là thiếu bại lộ thì tốt hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không ở nơi này sử dụng. Cái này chém ra một đao, Trung Hàn Minh theo bản năng thì phải né tránh, nhưng mà, hắn nhưng phát hiện, mình, không tránh được. Vậy một đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, xem một ngọn núi lớn vậy chèn ép hắn, ở Diệp Thần phong tỏa dưới, hắn thân thể, lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, Trung Hàn Minh sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời, cảm giác được sợ hãi, cho dù là đối mặt bọn họ linh ảnh tộc bên trong nhất biến thái cái đó yêu nghiệt, hắn đều không xem lúc này như vậy sợ. Tuyệt vọng, cả người run rẩy. Cái đó yêu nghiệt tuy mạnh, vượt xa Trung Hàn Minh, hơn nữa hắn tinh thần so Trung Hàn Minh hơn nữa dị thường, nhưng là, hắn đối với đồng tộc, nhưng chưa bao giờ động tới sát ý, cho nên, lúc này, Trung Hàn Minh mới là lần đầu tiên cảm giác được, mình, muốn bị tàn sát. Điều này sao có thể? Diệp Thần bất quá mới hỗn nguyên cảnh ba tầng trời ạ. Hắn không thể nào áp chế tu vi ở hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên ngưng luyện mình lực lượng, nhưng mà, hắn lúc này bộc phát ra cổ lực lượng này, nơi nào là hỗn nguyên cảnh nên có. Thậm chí có một loại tạo hóa cảnh tầng trời một cảm giác. Trung Hàn Minh rất rõ ràng, thậm chí hợp đạo cảnh lực lượng, đều cơ hồ không thể nào uy hiếp được mình. Đây là, nửa bước vận may, thậm chí tạo hóa cảnh nên có lực lượng. Trung Hàn Minh con người đang động đong đưa. Hắn làm sao cũng muốn không rõ ràng, một cái liền hợp đạo cũng không có đạt tới người, là làm sao phát huy ra loại này lực lượng. Nhưng là, hắn vậy không có ở đây suy nghĩ. Đây là, trong hội trường các khán giả, nhìn không nhúc nhích Trung Hàn Minh, không khỏi phát ra giễu cợt. Cái đó thiên ảnh người, đang làm gì vậy à? Cái này cũng không tránh khỏi. Ha ha ha, thần duệ, buồn cười, sợ rằng tên này chỉ có nhất kích lực. Bây giờ đã mệt lả chứ. Nguyên lai cái này cái gọi là thần duệ, cũng là dựa vào nhất kích cố làm ra vẻ người. Đổi thành ngày thường, Trung Hàn Minh thậm chí liền thi đấu đều không quản, muốn trực tiếp chu diệt những thứ này vũ nhục linh ảnh tộc tên ngu xuẩn. Nhưng là bây giờ, những lời này đối với hắn mà nói, đã cái gì vậy không tính là, hắn còn có tâm tư chiếu cố đến người xem diễu cợt sao? Không có, một tia một chút nào cũng không có. Không chỉ có như vậy, Trung Hàn Minh lại cũng không đoái hoài được nương tay, cố không được áp chế cảnh giới, cái gì cũng bất chấp. Hắn phải toàn lực ra tay. Nếu không, chờ đợi hắn, chỉ có chết. Trung Hàn Minh gầm thét, hắn hơi thở, ngay tức thì đột phá tạo hóa cảnh. Trên bầu trời, lôi kiếp phun trào. Hắn không tâm tình đột phá lôi kiếp. Bởi vì, cho dù hắn đột phá tạo hóa cảnh, đối mặt Diệp Thần một kích này, Trung Hàn Minh vẫn không nhúc nhích được. Rốt cuộc, Trung Hàn Minh trong ánh mắt, hiện ra một tia kiên quyết vẻ. Thiên ảnh máu, cháy. Trung Hàn Minh gầm thét, toàn thân hắn mạch máu, đột nhiên nổ lên, phát ra hồng quang. Linh ảnh tộc tộc trưởng xem tới nơi này, rốt cuộc lại nữa bình tĩnh, hắn quát lên, Trung Hàn Minh, mau dừng tay. Ngươi làm như vậy sẽ làm bị thương căn cơ. Trung Hàn Minh bịt tai không nghe, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Lôi kiếp lực lượng vậy tràn vào hắn thân thể. Hắn hơi thở, lại lần nữa điên phồng lên tới.
Trung Hàn Minh một mực áp chế tu vi, bất quá là vì hoàn mỹ tiến vào tạo hóa cảnh, chỉ nếu như vậy, hắn đang đột phá tạo hóa cảnh sau này, liền có thể không có chút nào cổ trai trở ngại trực tiếp kích hoạt tổ tiên huyết mạch lực. Tu hành như vậy phương thức, là có lợi nhất. So với những cái kia trực tiếp đột phá tạo hóa cảnh võ giả mà nói, bọn họ ở tạo hóa cảnh sau tu hành, sẽ hơn nữa chót lọt, tốc độ cũng không phải lấy phương thức bình thường tu hành võ giả có thể so. Nói cách khác, Trung Hàn Minh chân chính tu vi, đã rất cao, hắn kém, bất quá là hấp thu linh khí. Bây giờ, Trung Hàn Minh không tiếc cháy thiên ảnh máu, kích thích tiềm lực, để đề thăng tu vi. Loại này bạt miêu trợ trường phương thức, hắn cảnh giới không thể ổn định, cái này trận sau cuộc tranh tài, còn sẽ ngã xuống, hơn nữa, duy nhất hấp thu rộng lượng như vậy thiên địa linh khí, còn thiêu đốt mình thiên ảnh máu, đối với hắn căn cơ và tương lai tu hành, đều có khó mà vãn hồi ảnh hưởng. Trừ phi, Trung Hàn Minh có thể đoạt được thi đấu trước ba, mới có thể khôi phục. Nhưng là lúc này Trung Hàn Minh, suy tính nhưng cũng không là những thứ này, hắn làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn rất rõ ràng, không đem tu vi tăng lên tới trình độ cao nhất, hắn sẽ chết. Trung Hàn Minh tu vi, ngay tức thì khủng bố đến mức tận cùng. Khoảng cách tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, không kém quá nhiều. Cũng là như vậy, Trung Hàn Minh rốt cuộc có thể miễn cưỡng di động thân thể. Hắn liều mạng cách xa trước Diệp Thần chém xuống lưỡi đao, đồng thời điên cuồng hét lên, thần ảnh hộ thân. Một đạo đen nhánh bóng tối, ngay tức thì bao gồm Trung Hàn Minh thân thể. Một đao chém xuống, lực lượng bùng nổ. Màn sáng dao động, đấu võ đại hội hội trường chấn động kịch liệt, thiên địa đều tựa như biến sắc. Mặc dù có trận pháp màn sáng ngăn cản một kích này dư âm, nhưng tất cả người xem, vẫn là ngay tức thì bốc lên cả người suốt mồ hôi lạnh. Bởi vì, bọn họ cảm thấy vậy thấm vào phòng vệ màn sáng khí tức kinh khủng, chỉ là hơi thở, sẽ để cho bọn họ có một loại, đối mặt cái chết cảm thụ. Thật là khủng khiếp một đao, thật là khủng khiếp Diệp Thần. Ở nơi này là cái gì phế vật, đây rõ ràng là một cái tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Huyền Nguyệt Tông đệ tử mạnh như vậy sao? Đá xanh lôi đài bị chém bể, khơi dậy nồng đậm bụi đá bụi bậm, nhưng là, bụi bậm rất nhanh tiêu tán. Các khán giả rốt cuộc thấy rõ trên lôi đài tình huống. Đấu võ đại hội hội trường lên, vang lên vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đầu tiên, đập vào mắt là một đạo sâu đậm vết rách, vậy cứng rắn vô cùng đá xanh lôi đài, lại bị Diệp Thần chém ra một đạo sâu đậm vết rách. Sau đó, là máu. Cơ hồ đem toàn bộ đá xanh lôi đài nhuộm đỏ máu tươi. Mà Diệp Thần, liền đứng lặng ở biển máu này bên trong. Phảng phất từ địa ngục mà đến Tu La. Ở trước người hắn cách đó không xa, Trung Hàn Minh đổ xuống đất, hắn một cánh tay, lại hoàn toàn biến mất. Vô tận máu tươi, từ hắn vết thương chỗ xông ra, cũng không biết những thứ máu này là từ đâu tới, đơn giản là người bình thường lượng máu ra hàng ngàn hàng vạn lần. Diệp Thần mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, ta nói qua, người biết trả giá thật lớn, liền nhất định sẽ... Ông cụ to lớn thật sâu nhìn chăm chú Diệp Thần một mắt, rồi sau đó tuyên bố, phần thiên tộc, Diệp Thần thắng. Đây cơ hồ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Không có người nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người, cũng ngưng mắt nhìn Diệp Thần bóng người, trong ánh mắt, có sợ hãi, cũng có tôn kính. Nơi lánh đời và linh võ đại lục bên ngoài như nhau, lấy người mạnh là vua, Diệp Thần cho thấy thực lực, không nghi ngờ chút nào đã chọn lấy được bọn họ tôn trọng. Một đao diệt hợp đạo cảnh tầng 9 thiên, cái này chiến tích, không khỏi được bọn họ không tôn trọng. Mà những cái kia làm nhục qua Diệp Thần người, tự nhiên gặp phải vô số người khinh bỉ, còn dư lại thi đấu vậy không mặt mũi nhìn, toàn bộ ảo não rời đi hội trường. Diệp Thần đi xuống lôi đài, tỉnh bơ nhìn lướt qua mình tay trái, mới vừa rồi cầm đao cái tay kia. Giờ phút này, hắn tay trái, đang khẽ run. Mới vừa rồi vậy một đao. Đối với Diệp Thần mà nói, cũng là một loại thử nghiệm mình mới vừa lĩnh ngộ lực lượng, thử nghiệm canh kim khí toàn bộ lực lượng. Kết quả, quả thật làm cho Diệp Thần đều có chút rung động, không có ai so hắn rõ ràng hơn vậy một đao có kinh khủng dường nào. Đó đã là hợp đạo tầng thứ tột cùng trên lực lượng. Ép tới gần tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Cái này vẫn là không có nhập ma lực lượng. Hết thảy nhờ vào Diệp Thần bất hủ thần thể. Còn có canh kim khí.
thậm chí còn Diệp Thần đối với lực lượng nắm trong tay. Nhưng là, chiêu này, vẫn không thể tùy ý sử dụng. Diệp Thần nhìn mình tay trái, mặt lộ vẻ cười khổ, cho dù lấy hắn thể chất, thi triển chiêu này, tay trái đều không cách nào chịu đựng cái này vượt xa cảnh giới gánh vác, bị trọng thương, cũng không biết tại hạ trận thi đấu trước, có thể hay không khôi phục. Diệp Thần âm thầm ăn vào một viên chữa thương đan dược, quay đầu nhìn một cái bị linh ảnh tộc người mang đi Trung Hàn Minh, ánh mắt hơi đông lại một cái. Cái này linh ảnh tộc, thật đúng là mạnh mẽ, như vậy một đao, lại vẫn là không có đem Trung Hàn Minh giết chết. Chỉ là đem hắn tay trái hoàn toàn mất đi mà thôi. Trung Hàn Minh ở một khắc cuối cùng, vẫn là tránh được chỗ hiểm, hơn nữa hắn thi triển chiêu đó thần ảnh hộ thân, cũng lớn lớn suy yếu canh kim khí và mình đao ý, lực lượng tổn thương. Nếu không, chỉ cần hơi cọ sát mình cái này một đao, cả người cũng sẽ hóa là bột. Diệp Thần khẽ hô một hơi, xem ra, được mau sớm khôi phục thương thế, kế tiếp thi đấu, hắn có thể còn muốn dùng đến cái này trình độ cao nhất một đao. Còn như huyết ma kiếm, hắn tận lực không dùng tới. Kế tiếp thi đấu, Diệp Thần không dự định coi lại, hắn đi tới phần thiên cương trước mặt nói, tộc trưởng, ta muốn trước trở lại trở về phòng nghỉ ngơi. Phần thiên cương ánh mắt không giấu vết từ Diệp Thần trên cánh tay trái đảo qua một cái, gật đầu nói. Không thành vấn đề, người đi về trước đi, nếu người đã thành công lên cấp, ngày hôm nay cũng không sao chuyện, vòng thứ hai thi đấu, ngày mai mới bắt đầu. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn bây giờ nên làm, đã không phải là xem cuộc chiến, mà là tạm thời trở lại về gian nhà, toàn lực chữa thương. Hắn cũng không muốn để cho những người khác thấy một màn này. Hơn nữa, căn cứ phần thiên cương nói, trận thứ hai thi đấu, vào ngày mai cử hành, ngày hôm nay hắn đã không cần lại ra sân. Diệp Thần trở lại trong phòng chữa thương, thẳng đến trưa đêm lúc, mới mở hai mắt ra. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút tay trái, không khỏi khẽ cau mày. Hắn đã đem dược lực toàn bộ hóa nhập tay trái thương thế vậy khôi phục được xong hết rồi, nhưng là linh lực vận chuyển, vẫn có một ít chậm chạp. Bình thường chiến đấu, có thể còn ảnh hưởng không lớn, nhưng là, đối với trình độ cao nhất một đao mà nói, một điểm này điểm chậm chạp, nhưng có thể đưa đến hắn tay trái bị mình lực lượng nổ nát vụn, thậm chí cả người đều bị lực lượng cắn trả. Hắn tay trái, tạm thời không cách nào dùng để thi triển trình độ cao nhất một đao. Diệp Thần cười khổ một cái, nếu như kế tiếp thi đấu, tay trái vẫn không thể hoàn toàn khôi phục nói, muốn thi triển trình độ cao nhất một đao. Chỉ có thể dựa vào chính mình tay phải. Nói cách khác, chỉ có một lần, lại thi triển trình độ cao nhất một đao cơ hội. Dẫu sao, hắn cũng không có con thứ ba tay. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được ngoài cửa xuất hiện một đạo quen thuộc hơi thở, thần sắc động một cái. Hắn vung tay lên, mở cửa ra, ngoài cửa người, chính là phần thiên tộc tộc trưởng. Phần thiên cương mặt nở nụ cười đi vào trong phòng. Diệp Thần đứng dậy thi lễ nói, gặp qua tộc trưởng. Phần thiên cương khoát tay một cái nói, không cần đa lễ, ta tới, là muốn đưa cái này cho ngươi. Vừa nói, hắn đem một cái lon nhỏ vứt cho Diệp Thần. Diệp Thần có chút nghi ngờ nói, đây là. Phần thiên cương cười mỉa nhìn Diệp Thần nói, ngươi cánh tay trái, thế nào? Diệp Thần sững sốt một chút, sau đó cười khổ nói, đã tốt được xong hết rồi, đa tạ tộc trưởng quan tâm. Xem ra muốn lừa gạt được những lão quái vật này, vẫn là không có như vậy dễ dàng. Phần thiên cương cười nói, đây là chúng ta nơi lánh đời chữa thương thuốc gián, cùng các ngươi Huyền Nguyệt Tông đan dược không cùng, đối với ngươi thương thế, phải có chút tác dụng, dẫu sao đây là thượng cổ truyền xuống. Ngươi thu cất đi. Diệp Thần mở ra lon nhỏ nhìn một cái, bên trong là một loại tựa như thủy tinh vậy chất dính như keo, tản ra kỳ dị dược lực, sắc mặt động một cái. Cái này thuốc gián, quả thật có thể đối với mình hữu dụng, lúc này cũng sẽ không đẩy nhờ, chắp tay nói. Đa tạ tộc trưởng ý tốt, ta sẽ là phần thiên tộc lấy được một cái tốt hạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.